size từ 1-8, nhưng mà size này nó từ 10kg nha. Có quần đại mẫu khác em ạ. Đoàn Anh Phương với Hồ Mỹ nha. Rồi cái này đại với cổ. Rồi đại với cổ mọi người hả? Đại với cổ màu đen này. Màu đen, hàng này hàng vải da cá tình yêu ha. Vải da cá, lên rồi em đen, comment đen đại cổ. Đen có đại không nhỉ? Có cổ không nhỉ? Có đại cổ hết á. Đen đại cổ. Còn đồ len không chị? Đồ len hả? Biết á, để tí chị lên coi. Đen đại cổ mọi người, 4955 nhá mọi người nhá. Đại là 49 cổ và 55. Đó, đen đại cổ, ai comment đen đại cổ ạ. Đen cổ cho Ngọc Linh. À quên, anh ghi giấy đi. Chứ giờ này dễ lộn sai lắm, dễ lộn màu nữa. À, đen đại cổ cho Ngọc Linh, em chốt ghi. Nàng ghi đi. Mai nàng biết nàng chốt. Rồi Ngọc Linh nhé mọi người ha, đen ai comment đen, comment đen giùm em. Nè. Ngọc Linh cặp đại chi lê. Cặp cho đoàn Ánh Dương. Đại. Cặp cho đoàn Ánh Dương. Lên cái áo hot đi cho em luôn anh ơi. Cái áo hot đi ạ. À vậy hả. Rồi Hạnh Lê cặp. Cẩm Anh cặp. Nguyễn Linh cặp. Hạnh Lê, Cẩm Anh. Nguyễn Linh cặp. Nguyễn Linh Đắk Nông. Tường Linh, Tường Vi cặp. Tường Vi cặp. Dung Vũ cổ. Đen nhé mọi người nhé. Đen, ai cầm bên đen, cầm bên đen giùm em. Anh ơi, không, ba màu, có mẫu rồi anh. Rồi màu xám đi. Ai cầm bên màu xám, cầm bên màu xám giùm em nhé mọi người ha. Màu xám nha. Dây rút thiệt chứ không phải là dây rút thờ đâu nha. Rồi, đây là em màu xám, cầm bên màu xám giùm em. Màu xám nha. Hồi chi lên là đại luôn em ơi, đại với cô luôn em ơi. Hồi nãy đại, hồi nãy là chi lên là cặp nè, cặp đen nè. À chi lên đại đen, hồi nãy là đại đen rồi đúng rồi. Bây giờ vẫn đại đen. Rồi chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi. Ok. Không, chốt cô bật lại mà. Rồi trả xám nhé mọi người nhé, xám là comment xám, comment xám cho lên. Lên em xám đi các tình yêu ơi. Xám đại cô luôn. 4955 nhé mọi người ha. Xám đại chi lê. Như nhà sám cặp cho đoàn Ánh Dương, sám cặp cho Hạnh Lê, sám cho mọi người nhé, ai comment sám, comment sám, sám đại cho Ngọc Linh, chất dày dặn nhé mọi người nhé, da cá chất dày dặn nha. Rồi sám, ai comment sám, sám này đen này, rồi xanh đen nhé mọi người ha. Ai cầm bên xanh đen, cầm bên xanh đen dùm em. Lên để em xanh đen đi, ai cầm bên xanh đen, cầm bên xanh đen dùm em nhé. Tình yêu ha, đại cổ hết. Mẫu này là đại cổ hết. Rồi xanh đen, ai cầm bên xanh đen, cầm bên xanh đen dùm em đi ạ. Lên để em xanh đen mọi người ha. Hất đi, đừng lại hùng. Ôi trời ơi, mỗi lần em lên hàng này nó che hết người em, to quá. Xanh đen đại cho Yến Hà. Yến Hà. Yến Hà, xanh đen nhé mọi người ha. Xanh đen, ai cầm bên xanh đen. Xanh đen đại cho Ngọc Linh. Cô đến 65kg, giá là 49, đại là 49, cô là 55, cô là đến 60-65kg tình yêu nha. Cái form này rất là to à. Rồi Dung Vũ xanh cô, xanh đen nhé mọi người nhé. Đó, này em có xanh đen này, em có xám nè. Rồi em có đen nè, em có đen nè, ba màu mọi người ha, ba màu xám đen. Xanh đại cho đoàn Ánh Dương. Rồi màu này là màu xám chuột, ai cần lên màu xám chuột cho mọi người ha. Xám đại cho Diễm Lê. Không, xám trắng ạ. Diễm Lê Trà Vinh. Rồi màu chuột, ai cần lên màu chuột, cần lên màu chuột giùm em nhé mọi người ha. Màu chuột đi ạ. Màu chuột đi mọi người ha. Lên là em chuột, cầm bên chuột. Xám chuột đại cổ. Đó, xám chuột cho mọi người ha. Ai cầm bên xám chuột, cầm bên xám chuột giùm em. Lên em xám chuột đại cổ. Rồi màu xanh lập. Chuột cổ cho Cẩm Anh. Chuột cổ cho Cẩm Anh.
anh. Tôi lên làm em cái này. Cái này là xanh đen lợt. Ai cầm em? Xám đại. Xám đại, xám lợt á. Với lại chuột cổ cho lên kim cương. Ờ, đại. Đại. Với lại chuột cổ cho lên kim cương. Rồi xanh lợt, ai cầm em xanh lợt, cầm em xanh lợt, cầm em xanh đá. Xám gì chị ơi, xám trắng hay là xám chuột ạ? À? Tình yêu nhân đi. À, đổi em xám qua chuột chị. Áo hot đi đại chị. Đổi em xám lợt á. Qua chuột cho Nguyễn Tâm, à, Hành Lê. Hành Lê là đổi đổi màu xám lợt á, qua màu chuột cặp. Rồi xám chuột cho chị Nhân Ly. Cặp cho chị Nhân Ly. Rồi màu đá nhé mọi người nhé. Đổi. Đổi, đổi, đổi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Chuột cho chị Nhân Ly, chuột cặp cho chị Nhân Ly. Rồi lên đổi em cái màu đá nhé mọi người ha. À, có kim ngân, kim ngân. Màu đá cho Nhân Ly. Áo là màu đá cặp cho Nhân Ly. Đó, đá nhé mọi người ha, đá. Đó. Em có màu đá này. Em có màu chuột này. Bích Nguyễn là ai vậy ạ? Bích Nguyễn là ai vậy ạ? Nãy giờ em đã có Bích Nguyễn rồi. Bây giờ sao lại thấy Bích Nguyễn nữa ta? Bích Nguyễn là Mata khác mà. À, đại xanh. Đại xanh là đại này này. Xanh lợt này. Cho Hồ Vĩ. Hồ Vĩ chú gì vậy? Hả? Đại, đại, đại. Rồi xanh đen nhé mọi người nhé. Xanh đen, ai cảm ơn xanh đen. Rồi xám. Từ đại thì tới 40kg. Cô là tới 65kg mọi người ha. Rồi xám trắng. Đó. Rồi đen. Rồi đen nhé mọi người nhé. Đen, đen, đen. Đó, em có 5 màu. Em còn 5 màu đại và cô. Xeo cho mọi người là đại 49, cô là 55. Đó. Còn nhí. Nhí là có 2 màu, nâu và đen, 39.000. Rồi bây giờ em đây áo hot. Em đây áo hot đi nhé mọi người ha. Đây, cái này là cycle. Hot đi. Cycle nhé mọi người ha. Cycle em sẽ cho mọi người giá này. Lên cho mọi người này là giá 49.000. Hàng này lúc đầu em đi là 85.000 nhé mọi người nha. Bây giờ hết mùa rồi. Em chấp nhận xem cho mọi người giá 49.000 cycle. Đó. Cô là cái này là size họ rồi đấy. Còn nó to lắm. Nói chung là size này nó tới 65kg. Cô nhé mọi người nhé. Ai comment xanh đen cô, comment xanh đen cô giùm em. Xanh đen cô 49.000. Nên xanh đen cô mọi người nha. Áo hot đi nha. Cái này hồi nãy em chốt cho Ngọc Linh rồi phải không? Cô cho Đỗ Thiên. Quần Nguyễn Linh chứ. Cô cho Đỗ Thiên em ơi. Em chốt sáng rồi đấy chị. Ừ, em chốt cái này rồi, em chốt rồi. Hai gì em ơi. Ok, để chị chốt em cổ luôn phải không? Nãy em chốt đại á. Rồi xanh đen nhé mọi người nhé, xanh đen, ai cần lên xanh đen. Ba gì em. Đỗ Thiên. Hai gì nữa. Cổ nhé mọi người nhé, cổ xanh đen. Cổ xanh đen, ai comment cổ xanh đen đúng không? Dung vũ, mấy hoa bông. Rồi màu này là màu xanh. Thêm em gì nữa? À, dạ bác ơi, hết rồi có hoa gì này. Còn ba người à? Đỗ Thiên này với ai nhá? Đó thì có này gì. Dung vũ, mấy lại hoa bông. 49.000 cổ. Hoa Lê Kim Cương hết, Lê Kim Cương hết nha. Rồi màu xanh, ai comment màu xanh. Cái này là xanh loang, ai comment loang giùm em. Màu xanh loang mọi người. Cô nha, 49.000. Giá 85 á. 85 á. Nhà em không bán chị Ngô ơi, em không bán lẻ tình yêu ơi. Rồi. Xanh loang, ai comment xanh loang, comment xanh loang nhé mọi người ha. Loang cho Lê Kim Cương. Loang nhé mọi người ha, 49.000 các tình yêu ơi.
Loan cho Ngọc Linh. Loan nha. Loan cho Ánh Tuyết. Loan các tình yêu ơi, ai cầm bên Loan, cầm bên Loan 49.000. Vải mềm mà đẹp lắm nha. Có áo đại không? Có áo đại, đợi chị xíu, có áo đại. Lên cái cổ trước. Loan cái đồ Thiên. Hết nhân ly nha. Rồi cái này xanh nha mọi người ha. Loan. Yeah. Đâu? Dạ đợi em nghe ạ. Em đưng lên mấy cái hàng, hôm nay em đưng lên mấy cái hàng lạnh. Rồi màu hồng nha mọi người. Màu hồng cù nha. Ai comment hồng cù, comment hồng cù giùm em. Màu hồng đi ạ. Ai comment màu hồng nha mọi người ha. Màu hồng nha. Đó, màu hồng, ai comment màu hồng đi ạ. Lên để em màu hồng có tình yêu ha. Màu hồng 49.000. Em ơi, vô làm chị cái cục sạc dự phòng với lại cái ấy đi. Hết rồi. Hồng với Nhân Ly. Hồng cho Ngọc Linh. Ai vậy? Hồng với Nhân Ly, Hồng với Ngọc Linh. Lấy gì cục sạc từ phòng với coi. Hết pin rồi. Màu hồng nha mọi người ha. Hồng cho Dung Vũ. Mà to em không. Hồng cho Hoa Bông. Không, dành cho những đứa thanh niên á. Nó mặc rộng á, chứ nó không có mặc nhỏ đâu. Cũng chỉ tới 60-65kg thôi mọi người nhá, chứ không quá to đâu. Hồng cho Hoa Bông. Đi cuối. Rồi còn đi cuối nữa, anh chốt nốt của em đi bà Hồng đi. Hồng nha mọi người nhá. Thế chị cùng sạc dự phòng coi. Thế chị cùng sạc dự phòng coi. Ủa, sạc dự phòng cứ vứt lăn lóc trong đó mà, chị đâu có cầm về đâu. Rồi Hồng cho Tường Vi, rồi hết Hồng luôn. Máu. Bích Nguyễn ơi, không bán lẻ đi ơi. Thôi, nè, trả máu cho anh nè. Anh ơi. Rồi, ok. Trả máu nè. Rồi, máu giúp. Hả? Sao còn pin hả? Hôm qua chỉ có chơi cái ấy mà. Hôm qua chỉ có, tối hôm qua chỉ có sạc. Chơi pin rồi. Chị sẽ không vô pin. Vô rồi. Rồi, máu giúp nha mọi người. Màu rút nha mọi người ha. Màu rút, ai cầm em màu rút, cầm em màu rút giùm em. Màu rút nha mọi người ha. Đẹp lắm nha, cái mẫu này thì hot nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người ha. Màu rút, ai cầm em màu rút, cầm em màu rút giùm em. Lên để em màu rút. Phao mà nó mặc rộng lắm. Mấy bé nó mặc rộng lục thùng á. Nó mặc cái muốn chờm đầu gối nha mọi người ha. Rút ra Rung Vũ. Chứ nếu mà phao mà nó nhỏ là bán không có được. Phao cù là phải cỡ đó. Size cù là phải to. Rút ra Nhân Ly. Màu rút nha mọi người ha. In này là in chữ giật nổi này. In xịn nhá. Giá tới 85.000 chứ không phải là giá 49.000. Giờ này hết mùa rồi nên em xem cho mọi người giá 49.000. Nha mọi người ha. Ai cần mình rút, cần mình rút. Rút rất là sang luôn. Rút rất là sang luôn mọi người ha. Màu rút. Màu rút là Ánh Tuyết. Rồi. Rồi. Còn cái này em xem sập sàn luôn này. Này em xuất cặp nha mọi người ha. Ủa gì? Mẹ thì tôi lên lắm đời cái mẫu chưa được. Mẫu xem đó hết trả rồi. Em có cục sạc từ phòng đâu? Bé cho mình cái máy đây bé. Rồi máy nhỏ là muốn hát pin đâu mày. Giờ ấy. Sập mua mút thuốc nào. Đây, coi được cái nào hay gió đi. Đây, cái nào. Máy nào hết pin, máy coi gì hả? Máy chỉ nó hết pin rồi. Máy thả chụp vô này. Máy là hết pin rồi. Đây em vào em sạc lẹ cho chị cái này. Cái điện thoại chị tí. Để tí nó lên được 50% thì tốt. Sạc nha, phải vô đấy. Để em. Cho em bò đường đi. Bê có thể đi đường hả? Cô điện thoại em mấy à? Rồi lên rồi em cái này là tay cánh chơi như vậy này mọi người ha. Rồi cô ban đại hàng của thằng Ken Kid nha. Cái này em ăn ôi hết bé pin rồi.
Rồi cô Ban nhé mọi người ha, cô Ban đang comment cô Ban đi ạ. Đây là em cô Ban 59.000 size đại. Size đại mọi người, cô Ban nhá. Đại nhá, ai comment đại, comment đại cô Ban. Đại cô Ban 59.000. Size đại mà, size đại. Cô Ban còn cổ không? 5969 cô Ban đại cổ, ai comment cô Ban đại cổ mọi người ha. Cô Ban đại cổ. Cô Ban, em lấy đại, cô Ban đại cho Nguyễn Linh. Cô ban đại cho Dung Vũ. Đỗ Thiên à? Đỗ Thiên đổi màu xanh nào ta? Màu xanh nào chị? Màu đại chứ ai còn cô. Thôi còn cô mọi người. Còn cô nha. Cô ban còn cô chị Nhân Ly ơi, đánh cô không chị? Hết rồi chị ơi, hết rồi. Hết 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 hàng đổi rồi. Rồi màu này màu rêu. Rêu có một cặp. Rêu có đại cô. Dạ em hết rồi tình yêu ơi, Đỗ Thiên ơi, em hết rồi, em còn có gì nữa. Rồi rêu cặp, ai cả bên rêu cặp, cái này là dạng như áo cánh dơi này này. Mọi người ha, hàng da cá. Rêu, ai cả bên rêu. Nguyễn Linh cô 3 năm có em, Nguyễn Linh Đắk Nông có tình yêu. Rồi rêu cặp, ai cả bên rêu cặp, cả bên rêu cặp giùm em. Đây là em rêu đại cổ đi ạ, cặp rêu nha. Là hết rồi phải không? Rồi, cái này là sale sâu luôn, sale rẻ luôn. Cái này em có hình đẹp cho mọi người nhé. À, không có đen tình yêu. Ở đây rồi em, cái này là màu xanh nhé mọi người nhé. Xanh loang. Xanh loang, vải cực kỳ đẹp, cực kỳ mịn, cực kỳ đẹp nhé mọi người ha. Chất da cá nhưng mà đẹp lắm, mịn mà đẹp lắm. Và em sale cái này luôn, đồng giá 39.000 đại cổ. Ai lấy đại cũng 39 mà cổ cũng lấy 39, cặp cũng là 39 mọi người nhá. Rồi, xanh loang, ai cái bên xanh loang đi ạ. 39.000 cặp nhé mọi người ha. Cặp 39 này, cái bên cặp 39 đi ạ. Dạ, có nhưng mà không bán lẻ đi không. Cặp cho anh Tuyết, cặp nhé mọi người ha, 39.000. Cái màu ở ngoài nó tươi lắm, màu ngoài tươi mà xinh hơn rất nhiều. Nhưng cái màu xanh máy em rất là được, không được. Cặp nhé mọi người ha. Cặp cho anh Tuyết anh ơi, cặp xanh cho anh Tuyết. Rồi, cặp xanh, ai cái bên cặp xanh. Chú thải ra cho ấy nó vô. Cho chú chú. Cặp cho Nhân Ly. Đi 6, đi 5 á. Rồi hồng nhé mọi người nhé, hồng, ai cả bên hồng, cả bên hồng 39.000. Đó, hồng nhé mọi người ha, cặp hồng, ai cả bên cặp hồng đi ạ. Xanh cô cho Cẩm Giang, cô cho Cẩm Giang. Xanh cô cho Cẩm Giang nha. Cô là đi năm đó chú. Màu hồng, ai cả bên màu hồng, cả bên màu hồng giùm em. Màu hồng cặp nhé mọi người ha. Đây là em màu hồng cặp đi ạ. Hồng cặp 39.000. Đại và cổ. Ai muốn chốt thì chốt nha. Hay là không ép buộc. Ôi lên rồi em cái này. Rêu đại. Em ơi lấy rêu đại đi này này. Rêu Dung Vũ. Rồi lên rồi em cái màu này đi mọi người. Màu này gọi là màu màu sen nhé mọi người nhé. Màu sen. Màu sen, ai comment màu sen, comment màu sen giùm em. Màu sen nhé mọi người ha. Màu sen cặp này. Ai comment sen cặp, comment sen cặp 39.000. Sen cặp nhé mọi người ha. Đại và cù. Đó. Áo hot đi còn những mẫu đó. Sen đại. Anh ơi, sen đại Thu Nhung. Dạ. Rồi nỉ trộn, em còn đi nỉ trộn này nữa này. 19.000. Gì ạ? Nỉ là nỉ trộn đó nha. Nguyễn Linh này. 19.000. Em biết rồi thế đấy. Lên, lên này 22.000, em có 2 cái. Rồi 20.000 đi cho nổi. 20.000, ai cả bên 20.000. Lên Nhung á, 20, ai cả bên 2 cái. 2 cái nhé mọi người ha. Lên em ơi, 20 cho Đỗ Thiên này. Rồi sen cặp cho anh Tuyết anh ơi. Màu sen cặp cho anh Tuyết. Đỗ Thiên. Lên hết rồi, lên hết rồi. Anh ơi, anh kiếm màu này lên đi, em bán đi. Mọi người cần lên quá trời nè. Rồi cái này là da cá. Sen cặp cho Dung Vũ.
Đến gặp Dung Vũ. Dung Vũ. Ôi áo này đẹp quá hồ. Ôi áo này mà xịn thế trời. Áo này mà xịn thế trời. 59 luôn hả? Ôi lên em 39 nha mọi người. Còn đầm không chị? Còn đầm. Ôi lên em cái này nha mọi người. 39, ai cần bên 39. Hàng áo da cá 4 chiều. Hàng này 59 nha. Em xem mọi người 39. Đó, em đi lai kho á. Lai kho em xuống mọi người giá với 20 giá đó. Rồi sám, ai cần bên sám 39. Cần bên sám 39 được đấy. 39 nha mọi người ha. Áo. À lên cái áo dài đây, dài đi. Còn chip không chị? Còn tình yêu chân trần. Chip để mai lên đi. Cái mai cho ảm ở đâu cho ấy đây. Rồi thì còn cái gì áo? Cái này. Một cái duy nhất nha. Áo khoác à, 50.000. Hàng này cao lắm. 50. Cái đó hả? Xay nhí em ơi, xay nhí, xay nhí. 39 là xay nhí á. Rồi 50, ai cần bên 50. Áo khoác đỉnh luôn. 50.000 có 1 cái à? Có 1 cái nhân linh. Có 1 cái à? Cái nhân linh nó vơi đây. 50. 50. Kim cái gì nhân linh. Hết 50 có 1 cái à? Rồi lên áo khoác kia đi. Lên áo khoác trong nhà đi. Lên áo khoác. Rồi mới lên cái áo tay dài nữa. Áo tay dài kìa. Cái kia kìa. Em xả cái áo tay dài thì tục. Dạ, mít tách lên đi. Cái áo đi. Không còn á. Anh đứng lên cho nó luôn cho em. Thế rồi, khoác cả đời xíu nha. Rồi. Anh đưa em màu gì? Em sẽ em xả nó đi. À, quần ren áo full không chị. Mai chị không lên. Mai chị không lên mấy mẫu đó, mai nhá. Rồi, hàng này hàng của Tina mọi người. 75.000. Bộ của Tina nhá. 75, ai cho bên 75, cho bên 75. Chính nhí nhá. 75 chất chính phẩm mọi người ha. 75, ai cho bên 75, cho bên 75. À hồi nãy em có sale mấy cái đầm 39 hàng Quảng Châu á, mọi người cần lên coi lại không? Hàng mà 65 á, bây giờ em sale 39.000 á, mọi người cần lên coi không? Em cho mọi người coi tiếp. Ha, 75, ai cần bên 75 đỏ nha mọi người ha. Đỏ đỏ. Dạ coi chị. Đây. Đầm 8 á, em mới vô. Đâu đầm hồi nãy đâu. Đầm 8 á. Đây, có cái sọc caro nữa nè. Cô ban bao nhiêu chị? 75.000. Đợi em một xíu, em lấy cái này thôi nhé. Anh đợi em xíu. Không có, không có da cá. Thôi lên giùm em cái này. Ôi trời, cái gì vậy? Nó còn cái nơ rồi nữa. Hồi nãy không để ý cái nơ nữa. Thôi để còn cái nơ nữa. 39.000 nha mọi người ha. Cầm công chúa. Hàng Quảng Châu. Nãy mọi người chốt rất là nhiều rồi. Ai chưa chốt thì chốt nha. Còn xin phép mọi người lên được cái đi. 39 áo khoác một màu á chị. Áo khoác đi một màu á chị. 59.000, 59.000, 59 đại 69. Rồi, 39.000 nha mọi người nha. Ai chưa chốt thì chốt, còn ai chưa bán được. Có một màu lên sale này chứ em. Có một màu mới sale cỡ này lỗ hết mấy chục giá đấy các tình yêu ơi. Từ 65 á nhập vào 58 á các tình yêu. 58 nó còn xe cổ đi lại nữa. Đó, 39 nha. Ai chưa chốt thì chốt giùm em cái màu xanh này rất là tây luôn á. Xanh tây cho mọi người hết. Còn thêm với cái hoa này nữa nè. Có một xanh chung thêm ạ. À. Có xanh chung thôi, không có xanh có một mẫu thôi. Gì có 4 thôi. Rồi 39, ai chưa chốt thì chốt giùm em 39 nha mọi người ha. Đó, 39 nha mọi người ha. Còn cái nơi nữa nè. Máy ra không để ý. Rồi, để em lên hàng áo tay dài đi. Đừng làm máy tay dài, lên tay dài đi. Đây, tay đại nhé mọi người ha. Tay đại, 39. Hôm nay em sale cho mọi người luôn nè. Áo nha. Tay đại nhé mọi người nhé. Chất chính phẩm. Đúng chiều, dày dặn nhé mọi người ha. Chất cô tông á, dày nhé mọi người ha. Mịn đẹp nha. Tay đại nha. Là từ 9 đến 14. Từ khoảng cái 37-38 kg. Em sale cho mọi người một cái giá này cực kỳ rẻ luôn. 29.000. Ai cần bên 29, cần bên 29 nha mọi người nhé. Màu này là màu coban. Màu coban 29.000. Nói chung là xả cái giá này là giá lỗ toàn bộ, lỗ toàn tập nha. Rồi em đầm cho Minh Nguyệt 39, ok thì nhá. Rồi 29 áo nha mọi người nhé. Áo coban 29, ai cần bên A 29 nha mọi người ha. Đó, coban size đại 29.000 này. Coban này.
xem cái giá này cho nó hết hàng. 29 là cẩm giang cô ba. Rồi em còn màu đỏ đô, 29 hàng là xây đại, mọi người thử thử thôi. Áo đại cho Minh Nhật 29. Em không hiểu trang phạm hỏi gì. Rồi màu đỏ đô nhé mọi người nhé. Màu đỏ, ai cho nên màu đỏ, màu đô á. Màu đô nhé mọi người ha, 29 nha. Ai comment màu đô, comment màu đô đi ạ. 29 các tình yêu ơi, trời ơi vải đẹp dày dặn mịn màng mọi người ha. Mà bán cho mọi người với giá 29 thôi, sale lỗ luôn á. Nên là em đô, màu đô, ai comment màu đô nhé mọi người ha. Đô cho Minh Nguyệt đi, đô cho Minh Nguyệt. 29 ngàn, có bộ tôn, dạ không, không không có bộ tôn giờ này, không có bộ tôn tình yêu. Giờ này đừng chơi mùa lạnh không ạ. Một tôn, em chỉ bán đầu năm nhé mọi người ha. Rồi, màu đỏ đô, màu đô nhé mọi người ha. 29 nha. Trời ơi xả 29 mà có tình yêu đâu hết rồi. Rồi màu đậu, ai comment đậu, comment đậu gì đây. Màu đậu nhé mọi người ha, 29. Rồi màu biển nha. Em còn muốn màu mấy gì đây em xả cho mọi người sốc vậy đó. Rồi màu đậu, ai comment đậu, comment đậu gì đây. Dây dây 6 cái, em xin 6 cái từ 9 đến 14. Rồi, màu biển, ai comment biển ạ. Đậu 29 cho Kim Lý. Đậu ơi à, size từ 9 đến 14. Áo áo đẹp tình yêu, áo đẹp. Trời ơi, áo vải chính phẩm á. Áo vải cô tông á, đẹp lắm nha. Dày dặn mịn màng nha mọi người á. Ôi màu biển, ai comment màu biển. Huỳnh Quốc Hải lấy thêm một ly đầm của Châu 39. Rồi lên là em cái này màu biển, ai comment màu biển, comment màu biển giúp em. Màu biển nhá, xay đại nhá. Đó, ai comment đại, comment đại biển. Huỳnh Quốc Khải à. Rồi biển nhá mọi người ha, biển. Biển đậu, có 4 màu phải không anh? Dạ em không bán lẻ tình yêu, không bán lẻ nhá. À hồi nãy anh ấy mấy bộ nỉ đó. Nguyễn Linh đâu rồi? Nguyễn Linh em còn đó không? Chị lên nỉ cho. Áo có. Áo bé trai, áo tay ngắn hả? Không có. Màu đậu, ai comment màu đậu, comment màu đậu giùm em. Lên để em đậu với các tình yêu ơi. Ai comment đậu giùm em. Còn hả? À? Đây chị lên cái hàng lì ở trên này. À đấy là một gì đó. Một gì cây. Lát gì nữa hả? À, không có. Cái gì có là gì nè. Gân nha, gân gân nha mọi người ha. Rồi, 15 ngàn đi. Ai comment lắc kinh, comment lắc linh. Có áo khoác luôn. Rồi, 15 ngàn nha mọi người nha. Ai comment 15 dùm em. Lắc kinh, thay đại luôn á. Đại là 15 ngàn luôn á. Có là gì đó. Lắc kinh đó mọi người. 15 cho hành lê. Rồi, 15 em còn màu đỏ đô nè. Màu đỏ đô, ai comment đỏ đô. Thay đại luôn á, các tình yêu ơi. Xe đại nha. Màu đô, ai comment màu đô đi ạ. 15 ngàn nha. Hàng này giá lúc đầu là cũng là ba mấy, bốn mấy gì đó. Đô nha mọi người ha. 15 cho Nguyễn Linh. Mắt nông. Bộ dài. Không có em. Nguyễn Linh lấy cái bao mình. Nguyễn Linh có nè. Cái bộ này đâu, 22 ngàn này. Jet body này 22, ai comment 22, comment 22 dùm em. Lên lại bộ dài cho tình yêu. 22 ngàn, ai comment 22, comment 22 nhé mọi người ha. Jet body nha. Nha, body nha, 22 ngàn. Ai comment 22, comment 22 dùm em nhé mọi người ha. Rồi 20 ngàn nữa đi, còn có 2 gì à, 22 nói mệt quá. 20, ai comment 20, comment 20. 20 nha. Rồi lên 20 cho Minh Nguyệt. 20 cho Nguyễn Linh nha. Thì bên kia nó có Nguyễn Linh nè. Minh Nguyệt, Nguyễn Linh. Em thấy cái màu nó còn đi đằng đó sao ạ. Rồi đằng nó còn dài gì không anh? À lên cái dài đi ạ. Lên cái dài trên đầu kìa. Theo 20 đây. Nguyễn Linh Đắk Nông anh. Cái này là cái gì vậy?
mấy? 20 đây. 20. Trời ơi, 9 cái mấy hả? 95 là tên bá. Quảng Châu, xịn quá à. Lắp nhung luôn. Trời đẹp quá à. Rồi, xe cho mọi người luôn. 75.000. 95.000 á, bây giờ xe cho mọi người giá 70.000, 75.000 chứ. Lót lông luôn mọi người nhé. Lót lông là mọi người biết rồi, ấm cực kỳ luôn. Rồi 75 cho Ngọc Linh. Lót lông. Cái này thì vào lọc Ngọc Linh thôi, nó lạnh. Nhân ly em hết 75 rồi, chị ơi chị ở dưới đó chị lấy thì cái hàng nó nóng chết người. Rồi em xe cho mọi người tiền này luôn. Dạ có nha, bán lẻ thì thôi. Rồi sale luôn. Ờ quên Vĩnh Linh chứ mà Ngọc Linh đâu. Nói lộn. Cái mắt thì nó nhìn kém rồi mà thêm cái điện thoại nó lại hết đi. Rồi 20.000 luôn mọi người. Bo VIP nha. Hôm nọ em bán 29.000 này. Hôm nay em bán cho mọi người giá 20. 20 nha mọi người ha. Xếp bo VIP nha. Cái này là dạng như mặc ngủ. 20, ai comment 20. Cô gái, ai comment cô gái 20 nha mọi người ha. Lên là em cô gái, comment cô gái, comment cô gái giùm em nhé mọi người ha. 20 cho Nguyễn Linh Đắk Nông. 20 nha. 20 cho Cẩm Giang. Sale cho mọi người giá lỗ kinh khủng á. 20 cho Minh Nguyệt. Đây hãy ăn chút. Xanh lý thôi em. 20 xay 18 thôi. Xay 18 thôi tình yêu ha. Cẩm Giang hả? Cẩm Giang với Minh Nguyệt. Cẩm Giang. Rồi, cái gì này của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Hồi đen, ai comment đen. Đen comment đen 20 luôn á. Đen nhé mọi người ha. Màu đen, ai comment màu đen. Comment màu đen dùm em. Màu đen đi các tình yêu ơi. Màu đen nha. 20 nhà thì không thể sản xuất ra được. Đen cho Nguyễn Linh Đắk Nông. Từ khi nào bán lỗ. Vải bây giờ nó khá đắt. Vải gì giờ giá không cao hết. Rồi đen cho Cẩm Giang. Đen nhé mọi người nhé, 20.000. Nguyễn Linh Đắk Nông nhỉ? Nguyễn Linh Đắk Nông, Cẩm Giang. Cái hàng này là hàng bao ship, hàng của cặp tơ, hàng của thương hiệu, nó dư ra rẻ như cho, đúng rồi. Rẻ như cho, em nói thiệt là rẻ như cho đó, 20.000 là rẻ như tặng đó. Nói cho thì nó hơi xúc phạm mọi người nhưng mà rẻ như tặng, tình yêu ạ. Mọi người thử tưởng tượng thôi, cái hàng này 20.000, tiền vải là bao nhiêu rồi, ha. Bây giờ em còn ít em xả cho nó hết, cho nó gặp nhà. Cuối năm em ăn Tết cho nhà cửa nó gọn gàng. Cảm ơn các em. Màu đen là Nhân Ly. 20.000 thiệt rẻ lắm. Thì không may giờ nó mắc lắm mọi người ơi. Thì không may giờ nó mắc lắm. Rồi cái này là xám đấy mọi người ơi. Chất xám, màu xám nha. Cái này gọi là con gì ta? Con người ngoài hành tinh. Cái gì? Con người ngoài hành tinh. Có da cá không? Không có. Thôi lên rồi ăn xám đi. Người hành ngoài hành tinh đóng cái đầu. Xám cho mọi người ha. Xám, xám, xám với hồng. Xám cho người hành lên. 20.000 hết đó. Cho em cống luôn hả? Hầu ví hả? Xám cho hành lên. Xám cho Thu Nhung. Xám cho Cẩm Giang. Mặc đi ngủ em. Mặc đi ngủ thì cỡ này vừa mà. Các bé mặc đi ngủ thì vừa rồi. Tắt bền đâu không nha. Xám cho Diễm Lê. Diễm Lê Trà Vinh anh. Xám nha các tình yêu ơi, 20.000. Xám nó Thu Nhung. Rồi Thu Nhung có xám rồi anh. Xám nha mọi người ha. 20.000 thì tính bao cho mọi người rẻ toàn tập luôn. Rẻ toàn tập luôn. Xám cho Nguyễn Linh. Xám nha mọi người ha. Ai cần bán xám, cần bán xám dùm em. 20.000 thôi. Trời ơi, cái 20.000 thì mọi người bán thế nào cũng lời. Vải đây là vải lọc thương hiệu á. Không, cái đó là cái công chúa anh. Nè, Nguyễn Linh. Rồi cái này công chúa, ai cần bán công chúa, cần bán công chúa dùm em. Anh làm rồi. Vậy hả? Lạnh dữ vậy hả? Quảng Ngãi lạnh dữ vậy hả? Thôi, tới năm nay thì không đi Quảng Ngãi. Nay lạnh về. Công chúa tùy mọi người ha. Thu Dung công chúa có tình yêu ha. Công chúa ai comment công chúa. Dạ 20.000. Nói chung là chỉ bán rẻ cho mọi người về. Mọi người câu like thì mọi người bán thấp, còn mọi người muốn bán cao tùy mọi người ha. Công chúa cho Hạnh Lê.
công chúa nhờ Diễm Lê. Diễm Lê Trà Vinh, công chúa mọi người. À, công chúa cho Nhân Ly 20.000 cái tình yêu ơi. Công chúa nhá, ai comment công chúa, comment công chúa. Trà Vinh này, Nhân Ly. Dạ. Rồi công chúa, ai comment công chúa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Công chúa cho Lữ Phương. Có 20.000 thôi, hôm nay em bán hàng nhiều nên em trả được tiền bao nhiêu hết. Công chúa cho Nguyễn Ly Đắk Nông. Lữ Phương. Thôi chị ở Sài Gòn đi chị ơi. Năm nay chị đi Singapore rồi. Năm nay à, công chúa cho Nguyễn Linh Đắk Nông, công chúa cho Kim Lý. Năm nay chị à, chị cho mấy con đi 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 Singapore chơi này. Không thấy ai trả giá chị gì. chắc tôi bán cái giá này mà trả giá cho tôi quấn. Tôi quấn chết à. Công chúa nha mọi người ha. Tiếp theo. Ok, bộ trai tay dài bao nhiêu bộ chị? À cái này đơn giản là giá 20.000 mọi người ha. Hôm nay chị mua vé rồi, đặt khách sạn rồi. 27 Tết mọi người, 27 Tết là chị bay đi. Cả nhà đi Singapore. Ăn Tết đi Singapore, 27 Tết chị đi rồi. Rồi sao nhé mọi người nhé, sao ai comment sao 20.000 ạ, lên để em sao nhé mọi người ha. Chị quần này có hai màu mẫu lẻ. Ờ sao cho Minh Nguyệt. Quần nãy hả, có hai màu á, nghĩa nó có hai màu à, còn đại nó nhiều mà. Không phải đâu, cái đó là quần da cá đó. Đại là da cá, còn có mỗi cái màu nâu á, cái vải nó dày yêu mì á. Sao Lữ Phương 20.000 sao nhá. Ai comment sao, comment sao giùm em. Ờ Lữ Phương anh sao nha. 20, ai comment sao 20. Còn một gì nữa không kìa anh. Gia đình và công ty trần vẹn. Sao cho Cát Tường. Sao cho Cát Tường. Cảm ơn tình yêu mùi. Hôm nay em đăng ký đi rồi, nó là khách sạn cho em rồi. Qua thăm mày ấy, cho nó vui, dẫn mấy thằng con đi cho nó vui chị. Từ bữa nay mấy thằng nó đang náo nức lắm. Anh hai đang treo giải mỗi cái 10 là được 500.000 nên bữa nay anh heo đang cày học dữ lắm chị. Rồi, đưa cái nỉ đấy. Cát Tường có được rồi đó. Rồi cái nỉ này, nỉ nhá mọi người ha. Trời ơi, mừng lắm chị, trời ơi sáng nào cũng gọi em ấy chị, gọi biết rồi, sáng nào cũng gọi mẹ chứ. Mắc cười lắm, con trai mà lúc nào cũng quấn với mẹ là vậy. Nó nghe thấy mẹ đi qua, mấy ai em đi qua, nó mừng lắm. Rồi nỉ nhá mọi người ha, nỉ, 39.000 em có hai gì vậy? Dạ. 39, ai comment 39, comment 39 giùm em. 39 nhá mọi người ha. Đây là em 39 nhỉ. Đó, dày nha. 39 là hổ ví nha. Em xếp với nó là 3 gì sao. Rồi, Minh Nguyệt đây. Cái này dày lắm nha mọi người ha. À đúng rồi, quên, xin lỗi. Hổ ví nó kêu lên cần dày mà. Còn màu gì không, còn quá. Rồi, cầm ra ngay, 3 gì. Đúng rồi. Nói chung cũng người yêu quá mọi người ơi. À, hổ ví Cẩm Giang. Cái gì Minh Nguyệt. Ôi coi. Nó chưa có vợ, nó thương tôi kể, nó chưa có vợ, nó thương mình được ngày nào hay ngày đó. Chả vậy mà 20 tháng 11 nó làm đâu lãnh được tiền cái lên thêm màu chị. Hết rồi. Hết rồi. Cái gì trước như vậy? Hả? 39 nha. Em có không Nguyễn Linh, em không có rồi. Minh Nguyệt à? Dạ, Minh Nguyệt. Cẩm Giang, Nguyễn Linh, ở trên nó hết rồi hả? Hết sạch ở trên đó là bụi dày hả? Hết rồi tình yêu ơi. Còn màu hồng nó hơi chụp cái chữ này mai bị xếp lại đi vào. À, màu hồng còn mấy kia không? Có màu hồng nhưng mà màu hồng nó chưa xếp lại. Màu hồng nó đang lộn xộn đó. Dạ để em coi em lên cái bụi dài đi.
nó còn màu hồng, đúng rồi, nó còn màu hồng, nhưng mà có nhiều màu hồng á. Em có lấy ông hồ vĩ chốt màu hồng cho em á, lấy hồng nữa. Ok, hồng hồng cho hồ vĩ nha. Anh ghi giùm em vào cái tờ giấy hồi nãy anh ghi nha. À, bộ này hồng, nó còn mấy ly hồng nữa nhưng mà chưa có xếp lại, nó đứng lộn xộn. Ờ, rồi xếp hồng lấy em. Ok, hồ vĩ anh. Rồi, bộ Barbidol mọi người nhá, chất 4 chiều cô tông rất đẹp luôn. Sale mọi người 29 nha. Tay nhí nha, tay nhí nha. Nỉ hết rồi tình yêu ơi, nỉ hết rồi. Màu hồng em nhớ hồ vĩ nhanh. Rồi, 29 nha. Ai comment 29, hàng này bữa nào cũng đi 39. 39 45. À, xanh 29 cho Tường Vi qua bên kia nhỉ. Xanh nhá mọi người nhá. Xanh này là xanh xanh biển biển lật lật á. Ha. Xanh tây tây á. Rồi xanh nhé mọi người ha, chất 4 chiều, hàng này rất là đẹp luôn á, dày dặn mịn màng nhé mọi người ha, xanh, ai cần lên xanh, cần lên xanh, 29 ngàn. Đừng quên em nha, ok tình yêu. Còn lại à, chị ơi, đó. Anh ơi, xanh cho Tường Vi, cái màu này cơ mày. Đó mày. Màu đó đó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Xanh, gì có 5 thôi mọi người ha, xanh cho Tường Vi. Còn đại không à, đại nó còn... 29 này. Cái này là gì? Còn đại à, nhân ly. Nhân ly Cẩm Giang. Anh vứt cho nó đi. Ngân lai. Xanh nhé mọi người nhé. Ai cần bên xanh thì bên xanh dùm em. Bên xanh 29 nhé mọi người ha. Rồi đỏ Cẩm, à, Cẩm Giang. Ngân lai. Rồi đỏ nhé mọi người nhé. Đỏ 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 cho chị Nhân ly luôn. Đỏ là mẫu này anh. Mẫu này ở dưới anh. Đỏ, đỏ Tường Vi. Đỏ Tường Vi. Đỏ 29 nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Đỏ Thu Nhung. Ơi. Em hết sạch pin rồi. Chuẩn bị tắt rồi. Đỏ Cẩm Giang. Đỏ nhá mọi người ha. Đỏ, ai cầm bên đỏ, cầm bên đỏ dùm em. Đỏ cho Diễm Lê, Trà Vinh. Thêm đỏ Tường Vi. À, đây, 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 đây. Chứ thiệt tình là nãy giờ tối vui à, chị nhìn không ra luôn á. Đỏ Diễm Lê, Trà Vinh, đỏ Tường Vi. Em sạc đi. Đỏ thêm cho Tường Vi nhé chị anh. Thì sao rồi đi được. Rồi thêm đỏ cho em rồi Tường Vi ha. Rồi. Rồi mẫu này là mẫu cá. Ai cần bên. Đỏ cho Lữ Phương. Lữ Phương. Lữ Phương. Rồi xanh hồi nãy á, xanh hồi nãy cho Lữ Phương. Cá nhé mọi người ha, cá. Ai cần bên cá, cần bên cá giùm em. Cá này là chai, cá này là chai mặc nhé mọi người ha, cá này là chai mặc. Cá không phải Barbidol đâu mọi người nhá. Cá, ai cần bên cá, cần bên cá giùm em. Đỏ cho Minh Nguyệt. Xanh cho Lữ Phương cho anh. Rồi rồi. Đỏ cho Minh Nguyệt có rồi. Rồi cá, ai cần bên cá. Cái cá này là ở bên trên á. Rồi 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 đây. Cá không phải cá Barbidol nha. Cá cho Thu Nhung. Cá mà không phải Barbidol nha. Size 1 năm á. Rồi. Em ơi, nó lộn mẫu. Rồi cá nhân ly. Cá nhé mọi người hết. Cá 29 ngàn em ơi. 29 ngàn. Vải 4 chiều nhé. Vải 4 chiều đẹp. Cá Tường Vi. Minh Nguyệt. À đâu rồi, nhân ly quên. Thu Nhung. Thu Nhung Tường Vi. Cá, ai cần bên cá đi ạ. Thu Đỗ ơi, em không bán lẻ tình yêu ơi. Có 15 đúng không? Dạ, cá nhé mọi người hết. Cá, ai cần bên cá, cần bên cá. Cá cho Hạnh Lê. Rồi bé trai em còn màu đỏ nữa. Bé trai em còn màu đỏ nữa các tình yêu ơi. Đỏ nhá. Ai comment đỏ, comment đỏ giúp em. Ờ đúng rồi, xanh nhí thôi em. Xanh nhí, xanh nhí. Đại nó không chỉ là đại nhỏ thôi. Đỏ cho Nguyễn Linh. Đỏ này. Đỏ 29 cho mọi người ha. Đỏ, ai cần bên đỏ, cần bên đỏ gì đây. Đỏ nha.
đỏ nhân ly. Rồi màu tím nha mọi người ha, màu tím mà xoay đại từ 6-10 nhưng mà tím nó chỉ tới khoảng 30 kg trở lại thôi mọi người nhé. Nó không có to, đại, thôi em đồng giá cho mọi người 29 luôn đi. Ưu tiên cho mọi người luôn, hết mùa rồi, cuối mùa rồi. Đây mọi người thương yêu rất nhiều nhiều dùm em cái. Đỏ cho, đỏ này anh ơi, nó kim lý. Kim lý. Rồi tím đại nha mọi người nhé, tím đại, comment tím đại dùm em. 29 ngàn, tím đại nha. Nhưng mà đại này khoảng 30 kg trở lại thôi, chỉ có 5 thôi mọi người ha, nó giả nhí 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 nhí. Tím thì tường vi, tím đây 6-10 anh. Rồi. Tím cho Thu Nhung. Giá bao nhiêu ấy? 29 hết luôn, em bán một giá luôn. Tường vi. Dạ. Thu Nhung à? Dạ, Thu Nhung. Cẩm Giang. Xay 6-10 mọi người ha, Cẩm Giang. Đi 6-10 ấy. Cẩm Giang, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Anh chốt cái khác đi. Lữ Phương. Minh Nguyệt, Lữ Phương. Kim Lý. Em bán lẻ tình yêu ơi. Kim Lý. 29 ngàn nha mọi người ha. Rồi màu xám. Màu xám size 6-10 luôn. Size này size 6-10 nhưng mà là size đại nhưng mà chỉ bán đồng giá luôn. Đến 30 kg là tình yêu. Sám cho nhân ly. 29 ngàn hết nha mọi người ha. Cái kia nó khoảng 20 kg rồi, cái này nó khoảng 30 kg thôi mọi người ha. Sám cho nhân ly. Sám cho Nguyễn Linh. Nguyễn Linh Đắk Nông. Sám cho Cẩm Giang. Sám cho mọi người ha, size 6-10 nha. Xem là mọi người đồng giá hết nha. Sám cho Hạnh Lê, anh thích ai rồi? Cẩm Giang. Nguyễn Linh có rồi phải không? Hạnh Lê. Rồi sám cho Lữ Phương. Sám cho mọi người ha, size 6-10 nha. Sám. Rồi, xanh đen nhé mọi người ha, xanh đen. Ai cả bên xanh đen. Chất 4 chiều cô tông em, hàng xuất. Chất cô tông 4 chiều hàng xuất tình yêu ơi, chuồn chuồn ơi. Rồi xanh đen, ai cả bên xanh đen, cả bên xanh đen dùm em. Xanh đen cho Minh Nguyệt. Xanh đen nhé mọi người ha, xanh đen là sao như vậy này. Xanh đen cho Ngân Lai. Thôi đừng đổi xám với xanh đen Duy Năm à, lấy đi đi. Mất công anh đứng cao ghê, mất công anh trèo lên trèo xuống, tội nghiệp. Xanh đen là Ngân Lai, xanh đen là Lữ Phương. Xanh đen là Cẩm Giang. Xanh 6-10, cái này là xanh 6-10. Cái nào 1 năm chỉ nói 1 năm, cái nào 6-10 thì nói 6-10 nha. Ok chị, tại anh trèo lên cao kìa. Bây giờ mà bắt, mà anh vứt xuống đây rồi, bắt anh xuống tội nghiệp anh lắm. Bạn nào đấy? Nguyễn Linh. Rồi cái này là màu tím, hoa tím nha mọi người ha. Xanh đen là Tường Vi. Tím mày comment tím, comment tím, tím mày nhí nha mọi người ha, 29. Xanh đen là chị Nhân Ly. Rồi tím mày comment tím giùm em. Tím nha mọi người ha. À, tím là Tường Vi, tím là xanh nhí nha, 1 năm nha. Sao đồng giá hết nha. Đúng rồi, 1 năm anh. Tường Vi à? Dạ, Tường Vi. Tím nha, tím ở ngoài nó nổi và đẹp lắm nhưng mà trong này nó hơi lợn. Tím mai comment tím, comment tím dùm em. Lê đẹp tím nha mọi người. Một con gì nữa nha. Hồi trắng đi mọi người. Hoa trắng nha. Ai comment hoa trắng, comment hoa trắng dùm em. Mấy bé mà mặc nhỏ 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 là mặc cái món mùa này nè. Bắc Trung Nam thì bây giờ cũng bán thật hết bởi vì các bé nó lạnh lạnh, nó sáng nha. Bây giờ mấy buổi sáng nó cũng lạnh. Mấy bé mặc mấy cái này nó vừa trắng cho chị Nhân Ly mọi người ha, nó vừa thời tiết nó vừa. Nhân Ly à? Dạ, đi ngủ á, đi ngủ với lại sáng da mặc á đó. Đó, hàng của BB mọi người ha, hàng của BB.
trắng, ai ở bên trắng, trắng là Tường Vi, Nhân Ly, Tường Vi, trắng cho Minh Nguyệt, rồi trắng là Thu Nhung, trắng là Thu Nhung, à 29.000 thì xả hết 29 thì yêu Nga Trần nhé, size 1 năm nhé, hàng của BB nhé. Rồi trắng, trắng cho Hạnh Lê, trắng cho Hạnh Lê, trắng cho Lữ Phương. Em ơi, đổi rồi. Đại của nó chỉ tới đây, đại của nó đây. Đại nó có xanh đen nhé tình yêu ha. 29.000 luôn, chỉ bán có một giá luôn thôi. Trắng Lữ Phương rồi phải không anh? Rồi, đại nhưng mà đại từ 5 từ 6 tới 10 thôi các tình yêu ha. Nhà em không bán lẻ tình yêu ơi. Xanh đen, đại. 29.000. Rồi xám đại, 29.000. Xám đại 29.000, size 6 10 thôi. 30 kg trở lại thôi mọi người nhé. Rồi. Tím, tím, ai comment tím, comment tím giùm em. Tím nhé. Xanh đen cho Nguyễn Linh. Dạ có 20 kg nha, không bán lẻ. Rồi cái này là cá, cá này là cá đại nhé mọi người ha. Cá size 6-10. Ai cần bên cá, cần bên cá dùm em. Cá đại 29.000, nãy giờ cá chưa lên nha. Cá nó trùng bên kia đây, bây giờ mới lên nhé mọi người ha. Cá 15, cá đại. Cá này có nhĩ đại luôn. Cá này có 1-5-6-10, ai lấy size gì cũng được. Cá là Tường Vi, cá đại á. Cá có 1-5-6-10, ai lấy cặp thì comment cặp dùm em. Cá cho Nhân Ly. Ai lấy cặp thì comment cặp nhá. Bây giờ em chốt đại cho mọi người đó, em bởi vì em nói đại đầu tiên nên em chốt cái đại cho mọi người. Ai lấy cặp dùm em. Còn lấy nhí là, còn lấy nhí 1 năm là nhí không có ấy. Nhí đó là đâu có Barbidon đâu anh. Cái đó là cái đó là cá không phải đâu, vậy là có đại thôi. Cá Barbidon là có đại thôi. Rồi Nhân Ly. Lộ nó đó. Rồi cái bông trắng này này, Tường Vi chưa chốt thì chốt này, chị Nhân Ly chưa chốt này. Đỏ này quên chứ, đỏ. Đỏ này xanh nhí nhá. Đỏ, ai comment đỏ, comment đỏ giùm em. Đỏ mọi người chưa chốt, chốt giùm em nhá. Đỏ. Đỏ, ai comment đỏ giùm em. 29.000 đỏ nhỉ. Ai chốt đỏ, comment đỏ giùm em. Đó, đỏ nhá. À quên Nhân Ly chốt đỏ rồi, quên xin lỗi thầy, chốt đỏ rồi. Rồi xanh tây, ai cần ăn xanh tây, cần ăn xanh tây giùm em. Đây này em xanh tây. À lên lại cái bộ kia cho Tường Vi chốt nha, Tường Vi này. Nhí tới 20, đại tới 30 mọi người. Còn em có trộn. Em có trộn đại nhá mọi người nhá, em có trộn đại. Em có 2 dây trộn đại. 29.000 thôi. Đầm thun. Làm phun vải này hết rồi chị ạ. Dương khí hả? Không, cái này là cái này chất cuốn chiều cô tông á. Không bán lẻ. À dạ đúng rồi, không bán lẻ. Trộn cho chị Nhân Ly. Trộn lại 29.000 Nhân Ly. Rồi trộn nhé mọi người nhé. Trộn lại comment trộn, comment trộn giùm em. Trộn đi các tình yêu ơi, còn đi trộn này nữa này. Còn đi trộn này đúng rồi ha. Trộn. Mùi mùi. 29. Mùi mùi đây nè nhé. Qua đây nha, qua đây bị anh Hùng Vũ ấy. Linh Thúy ơi, hết rồi em. Đây là lên lại cái hàng này. À, hồi nãy chị Nhân Ly chưa vô này. Cái này Tường Vi chưa vô này. Hàng này bữa đầu cũng bán 39 lắm mọi người. Chất này nó rất là mềm, mịn nhé mọi người nhé, chất polyp. Mọi người ha, 29.000. Một ri hả? Một ri của nó là 5 bộ mới. Cái này cũng 5 này, 2, 4, 6, 8, 10 này. Chứ thành phố Hồ Chí Minh như chị hả? Em ở gần thì chị cho nhân viên chở tới tận nhà. Em ở gần, em ở quận mấy? Gần Tân Phú thì phải cho người chở tới tận nhà. Giao hàng lấy tiền, tình yêu ha. Nhưng mà đi đơn, nhưng mà chốt đơn là vẫn phải cọc.
đỏ nha mọi người nhé, màu đỏ ai ở bên đỏ 29, cái này chạy sọc hết nha, chạy sọc hết nha mọi người ha, đỏ 29, cái này là toàn bộ em xả hết xuống rồi, đỏ 29 này, cái bên đỏ 29 còn mấy ti nữa, chất này mềm mịn, chất DC mềm mịn đẹp nha mọi người ha, 29, rồi màu xanh, mỗi thứ nó còn có một gì à, còn màu hay gì là hết rồi, màu xanh của màu Cuban, kho chị chỗ nào vậy, Tân Phú em. Đỏ boric cho dương khí. Cái chất này nó đẹp hơn chất boric của người ha. Dương khí, mọi chút rồi. Rồi cái này màu xanh lá, ai cái bên xanh lá. À, chị ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tình yêu ơi. Kho chỉ là Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ai có gì thì cứ xuống kho lấy hàng, ok nhá. Màu lá, ai cái bên màu lá, cái bên màu lá. Bay kỹ, chạy đẹp. Lá cho Nga Trần đây. Lá cho Nga Trần. Lá nhá mọi người nhá, ai cái bên lá, cái bên lá. Ai chưa chốt thì chốt được mẹ. Hàng của Quyên. À hổ khuyên. Rồi lá cho dương khí. Rồi hết lá thôi Thái. Rồi màu trắng mọi người. Bán cho mấy bạn nhí 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 à. Từ khoảng 22kg trở lại 23kg, 23kg trở lại à. Rồi trắng nhé mọi người ha. Trắng là bên trắng, bên trắng rồi mấy. Lên nhé. Có bộ dài chai luôn, tay dài chai đây, trắng cho dương khí anh. Một ly dương khí, dương khí. Trắng là phu nhung. Một ly 5 bộ em ơi, một ly 5 bộ. Trắng phu nhung. Rồi trắng nhá mọi người ha, trắng. Mấy bé mà nhỏ nhỏ này này, nó thích mặc trắng lắm. Nhất là người mà ở thành phố, nó thích mặc trắng này cho nó khỏi mũi. À chai đại hả, chai đại chị hết rồi. Cái tình là giờ này hả, không chữ, năm nay lạnh trễ quá nên không có lên, không có chữ hàng. À, chị là xỉa lẻ vậy tình yêu ơi, trắng nhá mọi người ha. Trắng là chị Nhân Ly. Nhân Ly à? Dạ. Trắng là cả bên trắng, cả bên trắng được không? Rồi cô Ban nhá mọi người ha, cô Ban, ai cả bên cô Ban. Ở trên góc phải còn những dây dài gì mà từ nãy giờ mình chưa lên không anh? Đâu ngon chú. Ngon hay tay chú à. Rồi đây là em cái này. Xanh Coban, ai cờ bên xanh Coban. Coban nhé mọi người ha. Coban, ai cờ bên Coban, cờ bên Coban dùm em. Chạy sọc may kỹ, vải đẹp. Vải này rất là mềm. Coban đây chị Nhân Ly. Coban Nhân Ly chú. Coban cho dương khí. Vải nó sờ sướng lắm. Dương khí. May kỹ lắm. À, mình quên ạ. Dương khí. Rồi màu xám nha mọi người nhé. Màu xám. Ủa xám hồi nãy mọi người chốt quá trời. Giờ còn gì nè. Hồi nãy không có xám. Mà bây giờ lại lòi ra làm gì. 29.000 tình yêu Ngọc Hương ơi. Rồi xám nha mọi người ha. Rồi xám cho chị dương khí luôn. Rồi bây giờ em còn trắng nữa mọi người. Em còn trắng nha. Còn một ly trắng nữa, ai chốt nốt ủng hộ đi, ai thương tình chốt nốt, ai thương tình chốt. Còn một ly Coban, rồi xám hết rồi Hướng Dương ơi. Còn một ly trắng nữa, một ly Coban, mọi người thương tình. À, số của em thì em lấy đâu nào, trắng lấy chị hề, Vân Thí hề. Cảm ơn em. Vân Thí, còn ly một Coban. Cái thằng cu nó đứng ngoài chị ơi, nài cho Zicoban cho nó hết hàng đi. Thôi siêu nhân. Còn ai chốt Zicoban không mọi người? À, thường tình thì chốt luôn đi. Cái đó còn gì anh? Còn gì ạ? À? Nhện 25 nhá mọi người ha. Nhện 25 có gì hả anh? À, em nhện 25. Nhân Ly. Siêu nhân hết tình yêu ơi. Rồi cái hàng này dạng như vải lụa, hết siêu nhân rồi. Rồi cái này 25 luôn mọi người. Chất này là chất đi như chất Mickey Mom á. Có làm gì thôi, 25 nhá mọi người ha. Ai ở bên 25, từ bên 25 dùm đấy. Ờ đúng rồi. Vẻ dễ mềm 25. Lá cho dương khí. Cái này là vải Mickey Mom á, vải lũa. Cảm giác hết ạ. 25 hết rồi tình yêu ơi. Rồi lên cái này dùm em.
hàng này là của thằng Kim, này của thằng Linh nhé, 29 ngàn, 29 ngàn, ai cần bên 29, còn người cần bên hàng 25, ôi bên hàng 25 cho, ôi bên hàng 25 đi kia, xả từ A đến Z luôn, rồi 29 mọi người, quần dài nhé, quần dài áo tay ngắn nhé mọi người ha, nó cũng 39 ngàn đấy, bây giờ sẽ cho mọi người giá 25 ngàn, lên em 25 nhé mọi người, à 29 quên xin thôi, 29 là cái chất clip đấy nha, chất clip đấy nha mọi người, gương phí, à, đây đây, gương phí nè, rồi còn không anh? Còn thôi, Kim Lý, ủa sao còn hả? Bữa này không biết ta, Kim Lý, rồi Lữ Phương, em chất Lữ Phương nha, rồi. Hết chưa anh? Hết, chỗ đó còn chỗ này, chỗ đó còn gì dài đâu? Đúng mọi người lên sân mát không? Mọi người đang lạnh, mọi người lên sân mát cho mọi chưa? Cho mát. Ai ở miền nóng nha, ai ở miền nóng nha. Lên cái này nha, chất đẹp lắm nha. Đầu năm không có hàng chốt đấy, giờ bán chơi chơi rồi đó. Đầu năm em bán 29 nha, chả bán đâu, chả rẻ đâu. Hàng đẹp chứ người ha. Còn lên được em cái này 25 nha. Chất xuất khẩu, vải xuất khẩu rất là đẹp luôn. 25, ai cần bên 25? Có bộ chai cổ hả? Bộ chai cổ thì chỉ có 29 phẩm thôi. À, hay là lên thể thao ta? Lên thể thao đi. Em ơi, có mẫu thể thao không mọi người? 25 bên nhân đi. Hello chị, em tài khoản chị. À, tài khoản em đủ rồi hả? Cảm ơn em nhá, cảm ơn tình yêu. Sọc, sọc này là sọc biển nhé mọi người nhá. Sọc biển hay sọc ngọc ta? Cái màu này nó xinh lắm nha. Nhân ly, diễm lê 25. Đó, size từ 38 thôi. Vân lai. Bán cho những ai ở miền nóng nha. Diễm lê Trà Vinh, Vân lai. Đó, 25 thôi mọi người nhá, 25. Chất rất là đẹp quá. Ngăn ngài. Đầu năm mình chỉ có đi những dòng này nữa mọi người nhé, những dòng rẻ này nữa. Và nói chung là cũng may nhiều khi ba đi đoan bộ nứt từ lơ hết. Rồi đầm, hôm nay kêu vải đầm về cắt đầm 4 chiều á, hàng 4 chiều hàng xuất á, kêu mấy lô, cắt 3 lô cho mọi người để đầu năm bán những hàng rẻ rẻ như vậy cho mọi người. Bởi vì đầu năm nhiều khi bán mấy cái hàng mát nè. Rồi xám nhé mọi người nhé, xám 25. Ai cần bên xám, cần bên xám, cần bên 25 nhé mọi người ha, xám. Rồi đó là màu ngọc, bây giờ là màu xám. Rồi cái này là màu đen nhá. Rồi màu đen, ai cần bên màu đen, comment màu đen dùm em. Đen nhá mọi người ha. Sán cho Hạnh Lê. Sán thẳng rồi, thay khỏi vô đây, em giúp cho. Này, chút thôi. Rồi đen cho Nhân Ly. Đen nhé mọi người ha. Đen là Nhân Ly, đen cho Hạnh Lê. Đen nhé, Nhân Ly, Nhân Ly. Đen cho Diễm Lê. Đen nhé mọi người ha. Đen này, comment đen, comment đen. Lên là em đen nhé mọi người. Diễm Lê, Trà Vinh đúng không vậy? Ừ. Diễm Lê, Trà Vinh. Nhà nó may gì mà nó dày dữ vậy. Nó may gì mà từ khi bố chị nó may dữ vậy. Hàng gì đâu mà may gì đâu mà cái bánh xỉ nó dày đặc lắm. Rồi lên đồ mép cái này đi mọi người. Màu gì ạ? Màu xanh ngọc rồi. Rồi anh đưa ngồi con đưa ngồi đó rồi. Màu xanh ngọc nhá, ai cần bên xanh ngọc. Xanh ngọc nhá mọi người ha. Xanh ngọc, ai cần bên xanh ngọc, cần bên xanh ngọc. Quên khủng long. Chất này là chất lụa, chất này là chất lụa mọi người ha. Chất 4 chiều lụa. Rồi xanh ngọc, ai cần bên xanh ngọc, cần bên xanh ngọc thì lên. Lên được xanh ngọc 25 ngàn. Xanh ngọc nha. Xanh ngọc còn có gì nữa, anh cho nó đi. Vì vì em. Rồi xanh ngọc ăn hết rồi nha mọi người. Rồi sọc, xanh ngọc hết rồi, rồi sọc nhé mọi người ha.
sọc, ai cầm lên sọc, chất nó là chất lụa, chất nó là 7-4 triệu lụa mọi người ha. Rồi sọc, ai cầm lên sọc, cầm lên sọc giùm em. Đây là em sọc đi ạ. Giả ngay xe to. Nên nhìn nó không đẹp. Sọc nhé mọi người ha. Sọc, ai cầm lên sọc, cầm lên sọc. 25.000 bao đi mọi người, giá quá rẻ luôn. Hết
xuống bên hông sườn hết mọi người ha. Rồi cô Ban, ai cầm bên cô Ban, nhí lại cổ. Đó, cô Ban nhí lại cổ. Từ khoảng 12 kg cho tới 60 kg. Nhí của nó tới 25 kg, đại của nó tới 40 kg và cổ nó tới 60 kg mọi người ha. Rồi màu đỏ. Hàng đẹp, form đẹp, đẹp vô cùng luôn á, sờ luôn là sướng rồi. Cái giá quá rẻ luôn. Phải đợi là khách, mọi người mà khách mà khách quen chốt cái hàng này thì vào chốt dữ lắm. Em đăng lên cái là có nhiều bạn chốt tới 5 suất luôn đó. Rồi đỏ nhé mọi người ha. Màu đỏ, hai cái bên màu đỏ, cái bên màu đỏ. Hôm nay trong nhóm này hình như là không ai chốt cái hàng này thôi. Rồi xanh cổ. Cô Ban cổ anh, cô Ban cổ cho ngoan lý. Rồi vàng mọi người. Rồi đỏ cổ cho ngoan lý luôn. Màu vàng nhé mọi người ha. Màu vàng, ai cái bên màu vàng, cái bên màu vàng giùm em. Màu vàng nhé các tình yêu ơi. Lên em màu vàng, comment màu vàng giùm em. Màu vàng nhé mọi người ha. Đó, vàng nhí đại cổ, vàng suốt. Rồi màu này là màu xanh vịt, ai comment màu xanh củ vịt. Hàng là đầu năm mà có bán sướng luôn đó. Rồi xanh củ vịt nhé mọi người ha. Đó, xanh củ vịt. Cái này Trường Nguyễn á, Trường Nguyễn hay là Nguyễn Thư á. Vịt cổ, anh ơi, xanh của vịt cổ này cho ông Man Lý. Vịt cổ. Rồi em có màu vịt. Vịt cổ này. Vàng này. Đỏ này. Đỏ này. Cô Ban này. Rồi màu này màu cam. Màu cam có tình yêu ơi. Rồi em có đi đầm công chúa này, siêu đỉnh này. Hàng giá 135.000 nhé mọi người ha. Giá 135 size nha, size từ 3 đến 10. À size từ 4 đến 10 nha. Cam đại cho Kim Lý em ơi. Anh ơi, rất em cam đại đó. Đó, đầm này siêu đẹp luôn, bán cho mọi người giá 85.000 thôi. Hàng này 130 nha. Hàng này em nói thiệt là 125 á, là giá mua vào á, bán ra 135 á. Đó. Bây giờ cho mọi người còn duy rớt cuối cùng. Xem cho mọi người giá này, 85.000. Ai comment 85, comment 85 giùm em. 85 nhé mọi người ha. Đầm này đầm công chúa siêu kỳ đẹp luôn. Cái cổ đằng sau này, tim này, nơ này. Đẹp lắm mọi người ha. 85. 85 cho Diễm Lê rồi hết. Có còn duy à? Là gì nó sót lại. Lên mấy cái set ba chi tiết đưa lên cho em bác sĩ anh. Khỏi dọn lên. Ủa cái này này nè. Cái này hồi nãy chốt hết rồi mà. Cái này này. Cái này ba người chốt hết rồi mà sao giờ còn để đây? Rồi, 3 người trên hết rồi đấy. 3 bóng lên đấy. Anh ghi vậy chưa? Diễm Lê. Em đưa cho chị xét bao nhiêu tiết đây? Đây, còn cái đầm này xeo quên. À, còn cái đầm màu hồng luôn á, màu hồng Quảng Châu mà hàng tàu lắm, hồi nãy còn mấy gì đó, lên đi. Rồi cái này là size, cái này là đơn 105 mọi người nhá, cái này đơn xỉ là 105, em bán cho mọi người đồng giá 39.000, 39.000 thôi mọi người ơi, phê đại đó mọi người, phê đại nha. Đại luôn các tình yêu ơi. 39.000 nha, hàng đầm Quảng Châu nha mọi người ha.
giá được một lần năm là giá xỉ nhá mọi người ha. Rồi 39, ai comment 39, comment 39 được mấy. À quên, hồi nãy có lên cái đầm gì đó, giá 29 nào cái hàng ấy anh. Có mấy người chốt á, mà đi đâu ta. Rồi 39 ngàn nhá mọi người nhá. Sọc hồng, ai comment sọc hồng, comment sọc hồng được mấy. Lên rồi em sọc hồng đi ạ. Đầm 39 cho Nguyễn Xuân. Vào mấy đi nha mọi người, 39 cho Diễm Lê, rẻ và đẹp nữa. Màu hồng nhá mọi người ha, màu hồng. Và em có màu vàng nữa. Màu hồng có mấy gì ạ? Nguyễn Xuân này, Diễm Lê này. 39 ngàn cái giá này là giá sale cực kỳ sốc rồi. Hàng là bữa nọ thì bán là 65 ngàn nha mọi người ha. Màu vàng. Màu vàng, ai cả bên vàng. Bữa thứ nó còn 2-3 gì nữa mọi người ha. Nguyễn Xuân, Diễm Lê. Và màu vàng có tình yêu hồi nãy là hồng nha. 39 ngàn thôi. Hồng, ai cả bên hồng. Hồng nhé mọi người ha. Trời ơi, một cái đầm Quảng Châu đẹp như vậy, xây đại nữa. Vàng. Vàng là Kim Nhung. À không Nhung. Màu hồng có tình yêu ơi. Màu hồng nhé mọi người ha. Ai comment màu hồng, comment màu hồng của em. Xét như vậy đấy. Đầm này đẹp lắm luôn á. Sờ luôn cái đấy, vải nó mềm mà nó mịn nhá. Lớp trong và lớp kate, lớp lót luôn. Có 39 ngàn thôi. Ai là khách mới thì mọi người chốt. Bởi vì khách cũ thì chốt cái hàng này nhiều rồi. Từ 65. Hồng cho Lữ Phương. Dạ. Hồng cho Lữ Phương. Vàng cho Huế Lê. Hồng em ơi. Hồng nhé mọi người ha. Hồng, hồng, ai cho bên hồng. Đó. Chất này. Von rất là mềm nha. May rất là chuẩn luôn nha. Đó, trong này là cái lớp sọc này. Hồng cho gì? Hồng, hồng cho Lữ Phương. Hồng cho Huế Lê, size to. Size tới 3 mấy ký nha. 32 ký trở lại á. Màu hồng đây này. Mọi người thấy vải đẹp không? Hồng còn không? Còn đấy. Rồi Huế Lê. Đây, hết hồng phải không? Vàng cho Huế Lê. Vi có 4 thôi mọi người nhé. Vi có 4 thôi. Huế Lê. Vàng còn 2 gì các tình yêu ấy. Màu vàng nhé. Mọi người về cài cái này sau nhé. Màu vàng còn đúng 2 gì. Ai cầm bên vàng, cầm bên vàng dùm em. Dây băng đô đang ngồi trên cuộn sau mọi người ha. Đó, màu vàng đi. Ai cầm bên màu vàng, cầm bên màu vàng dùm em. Trời ơi, có 39 ngàn thôi, đừng có suy nghĩ chi nhiều. Hàng mà khi em sell 65, mọi người phải quan tâm, mọi người phải suy nghĩ một chút ha. Còn giờ em sell cho mọi người chỉ có giá là 39 ngàn thôi. Rẻ bèo luôn ạ. Ha. Bằng xây đại nữa. Lên em vàng, comment vàng dùm em nhé mọi người ha. Cái thêm banner nữa này. Đó, thêm banner yêu của đây. Thêm banner nữa mọi người ha. Đó, màu vàng, ai comment màu vàng, comment màu vàng dùm em. Điểm thêm banner cái này nó xinh liền thôi. Vàng nhé, còn 2 gì anh chốt nữa. Màu vàng dùm em với. Vàng cho Nguyễn Xuân. Còn toàn gì nữa mọi người. Màu vàng nhé. Màu vàng còn gì nữa. Ủa em ơi, cái đầm hồi nãy đầm đầm tàu á, đầm 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 á. Còn một viên màu hồng á. Còn hai màu hả? Hả? Còn kia. Đâu? Còn cái viên màu hồng á. Cho khách sau chốt này chốt đi, cho nó hết đi. Đây. Lên xét thẳng TH cho mọi người ha. Sao nó sao lên vậy? Vàng tầm ra rồi. Tiếp vàng. Đây. Cái đầm này đi 120 này. Giá 120 này. Em bán cho mọi người 39 ngàn luôn. Này mọi người về mọi người bán, mọi người câu like nha. Nếu mà con sốt thì mọi người nên để đằng trước. Mọi người ghi cái chữ là sale cuối năm giảm 50% dùm em. Ha. Bởi vì hàng lên 120 cho mọi người có 39 thôi. Mọi người về tha hồ mà sell nha. Đây là em màu hồng đấy ạ. Vải kate, kate tàu á. Nó mềm mà nó đẹp nha. Mịn nha mọi người ha. Màu hồng của chị Nhân Ly luôn. Có 39 ngàn thôi tình yêu Nhân Ly ơi. Chứ không phải giá cao đâu. Hàng này thì các tình yêu nhận hoài rồi. Nhận lần em đi về em bán 65 lần. Xong em sell 59. Bây giờ em sell.
màu xanh này các Mary. 39.000 hồng, ai comment hồng, comment hồng. Rồi xanh nữa mọi người. Nãy xanh thì chưa hết. Rồi xanh nhá mọi người nhá, xanh 39. Rồi hồng lớn, ai comment hồng to, hồng 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 lớn nhá mọi người nhá. Hoa lớn, ai comment hoa lớn. 39.000 hết. Nãy chốt nhiều rồi. Rồi ai chưa chốt, chốt được đây. Xanh thì nhân ly. Cái này còn 2 dư, ai chốt nốt thì bên xanh đi. Ai chốt nốt xanh nhé. Còn 1 dư này nữa. Đó, xanh nhé mọi người ha. Xanh, ai cần bên xanh. Đầm này cái chị Hương Thái Nguyên ấy, chị lấy về cho cháu mặc đẹp lắm luôn. Chụp lại hình đẹp ơi đẹp luôn đó. Chị lấy không biết bao nhiêu dư luôn đó. Giờ này mùa lạnh rồi. Và ở đâu nào không vô đây chốt hàng, hàng hè nữa. Chứ còn hàng hè là nắng vô, không làm không vô hết. Rồi xanh nhé mọi người ha, xanh ai comment xanh, comment xanh dùm em. Xem còn một ly nữa, ai chốt nốt dùm em nhé. Hồng hoa nhỏ, cẩm trang còn. Dạ đúng rồi. Rồi xanh nhé mọi người ha, xanh còn một ly. Rồi cái này là hồng, hồng to. Hoa lớn, cho bên hồng hoa lớn nhé mọi người ha. Đó, hồng hoa lớn 39.000 thôi, cái giá sale rẻ lắm rồi, mọi người ủng hộ đi. Giá lỗ đập mặt rồi. Hồng hoa lớn nhé mọi người nhé, hồng hoa lớn, cho bên hồng hoa lớn rất là đẹp luôn. Đó, lên đây em hồng hoa lớn, cho bên hồng hoa lớn 39.000. Rồi bây giờ em lên xếp bài chi tiết nha. Hồng hoa lớn thì lên liền. Em xếp bài chi tiết mọi người. Đó, bài sọc nhé mọi người ha. Hàng của TH. Có màu vàng đó rồi em. À đây. Đâu đây. Cái này có hình cho mọi người ha. Xếp phép. Màu vàng, ai cảm ơn màu vàng. Đây nó có cái xếp bài chi tiết mọi người ha. Vậy áo đẹp lắm luôn, cái chính phẩm, cái chiều chính phẩm mọi người ha. Rồi xem cho mọi người giá là nhí là 79, đại là 89 mọi người ha. Nhí là 79, đại là 89, ai cần bên sọc. Cái hàng này bữa trước là sale 102, 105, 115 ở trên kho người ta ha. Bây giờ còn ít em ôm về em bán sale cho mọi người. Em mua sale về em bán sale cho các tình yêu 79, 89 thôi. Đó. Đây là em vàng các tình yêu ơi. Cái này nó phải lên cái móc đó. Vàng nhé mọi người ha. Ai cầm bên vàng, cầm bên vàng. Mọi người tưởng tượng mới ủng hộ cái. Vàng nhé mọi người ha. Quần nhé. Vàng, ai cầm bên vàng 7989. Đây là em vàng đi ạ. Mọi người cứ nhớ là cái áo là được rồi ha. Xét vàng nhé mọi người ha. Vàng, ai cầm bên vàng dùm em 6979 nha. À 7989, quên xin lỗi. Màu vàng, ai cảm ơn màu vàng, cảm ơn vào màu vàng giùm em. Rồi nó có màu hồng nữa các tình yêu ha. Ai cảm ơn màu hồng, cảm ơn màu hồng giùm em. Lên em màu hồng rồi ha. Màu hồng nhé mọi người ha. Đó, lên màu hồng giùm em. Cái áo này mặc lên, yêu ơi là yêu, set vest nha. Set vest bán Noel, bán Tết rất là ok. Các bé mặc nha, màu này màu cam chứ. Màu cam. Đây mới là màu hồng này. Cả nhà ơi chấm tương tác dùm chị với mọi người. Cả nhà chấm tương tác dùm em nhé mọi người ha. Đó, màu hồng, ai comment màu hồng, comment màu hồng dùm em. Hồng nhé mọi người ha. Đó, hồng, ai comment hồng, comment hồng. Lên là em màu hồng đi ạ. Rồi màu xanh, ai cầm bên màu xanh, cầm bên màu xanh dùm em. Màu xanh. Đó, màu xanh nhé mọi người ha. Màu xanh, ai cầm bên màu xanh, cầm bên màu xanh. Đây là em màu xanh nhé mọi người ha. Màu hồng, màu xanh, màu vàng. Vải rất là đẹp luôn đó.
xanh này, hồng này, cam này và màu vàng, bốn màu. Ôi chết cha, 12:11 rồi. Em ơi, về. Bé về đi, mời xin phép mọi người em xuống, em không để ý giờ, không để ý là thời gian 11:30 rồi. Cảm ơn cả nhà nhé, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Tại bé nó phải về, quên, nãy giờ không để ý là thời gian. Cảm ơn, bye bye mọi người. Xin nha mọi người, một cái jean da lên đầu lai luôn, size đại nha mọi người, size đại ha.
này Vin siêu shop luôn, siêu đỉnh luôn. Đi Đầu Lai em lấy vía thần tài đi mọi người nhá. 39.000. 39.000 Vin đại nha mọi người, hàng siêu shop á. Hàng này thì mọi người nhìn phát là mọi người biết hàng đẹp, hàng chất, hàng shop xịn rồi. 39 cho em gái. Không biết là các chị có xem rõ không? Xem rõ không? Em thấy xem rõ. 39 gái nha mọi người nhá. Đại gái hay chút đại gái thì em đại gái 39. Dạ em chào chị Hồng Đoàn, em chào mọi người. Nhưng hôm nay có vẻ lên các bạn nó hơi chậm chậm ấy. Rồi cái này là chai nhí. Chai nhí này cũng đi cho mọi người giá 39.000. Cái này hôm bữa vừa đi 59 xong. Cái này hôm bữa vừa đi 59 xong, sale cho mọi người luôn giá 39, hàng zin co giãn nha mọi người nhá. Mỗi thứ còn ri 2 ri. Chai ai chút chai thèm chai, ai chút gái thèm gái. 39.000. 39.000 gái là xe đại nha mọi người nhá. Gái là đại, chai là nhí. 2 năm rồi không like, thành ra là nhiều khi nó hơi bị kiểu chưa chưa có vô. Chai chỉ cúc gái. Dạ ok. Chai chỉ cúc gái. Còn ri gái ai lấy cho em đi gái. Ai lấy gái, chai Lily hết rồi chị em. Chai Lily hết nha. Đầm nhí hả? Đầm nhí hàng của Suri nè mọi người. Đầm nhí hàng của Suri đi mọi người luôn giá 45 phải không em? Dạ. 45.000. Nhưng mà riêng like này đi mọi người luôn giá 39. Mọi người đứng kiện đầu like, đứng kiện nha mọi người nhá. Vừa đi hôm qua xong 45. Vừa đi nãy em á. Kệ không quan tâm. Đầu like lên tới tay em là 39.000. Mọi người còn ri cái này kiểu bị sốt lại, nó rớt lọt khe đấy mới còn. Chứ còn hàng này thực sự là không còn một cái nào đâu. Nên em mã đầm giúp em đi ạ. Đầm ai chút đầm hẻm đầm 39.000. Đầm 39 ha cả nhà yêu ha. Đầm 39. Đầu like thì nó phải khác chứ. Phải không cả nhà? Cái này là không còn một ri nào. Hôm nay mạng lên chậm. Gái thì cũng gái luôn. Gái thì cũng gái luôn. Giờ mới lên. Để cái mạng hôm nay nó bị chậm. Hai bạn. Không phải là của chị Chuột thế. Cái này của chị Chuột thế chứ. Vậy chị Chuột đi chép về nha. Mạng nó chạy chậm rồi. Mọi người cố gắng chấm tương tác giúp em với nha mọi người nhé. Cố gắng chấm tương tác giúp em với ha. Áo vải chính phẩm này hàng quá đẹp luôn. Cực kỳ xuất sắc luôn được chưa ạ? Đó. Úi dồi ôi. Kìa. Zin gái của chị. Bây giờ nó mới lên này. Trai nhí gái. Đầm chị hả? Zin gái là của chị. Cơ mà ở trên kìa. Em chỉ chốt cho chị rồi. Em chốt cho chị rồi đấy. Bây giờ mới nhìn thấy comment luôn ấy. Yêu ơi. Vậy là chứng tỏ hôm nay nó bị giật cả giật rồi. Rồi cái này sẽ cho mọi người luôn giảm 18 giúp em nè. Hàng chính phẩm nhá. Nếu mọi người luôn giảm 18 nên em áo 18. 18 ha. Hàng đi 25 nay xem mọi người luôn giảm 18 gì. Giật rồi. Giật rồi bé ạ. Chị hút biết nữa. Các chị kêu là gái. Chị giật rồi. Mọi người đợi em một xíu để em đổi mạng. Áo Trang Nguyễn mới VMBT. Đầm chỉ có đầm vậy hằng ơi, chỉ có đầm. Mọi người ơi, xem đỡ không? Em đổi qua mạng khác. Buổi tối bây giờ 2 năm rồi chưa like, thành ra là không biết là buổi tối bây giờ nó có bị đơ mạng không, không biết nữa. Ủa cái mẫu này mẫu siêu phẩm luôn, chưa lên luôn hả? Siêu phẩm luôn nha mọi người nhá. Ôi, hàng này đẹp lắm luôn ấy. Hàng này có hình nha mọi người, có hình nhá. Cực kỳ xinh luôn, hàng vải đẹp xịn sò luôn. Đi mọi người luôn giá 26.000. Dòng hàng này là dòng hàng bao rip xuất xịn ấy. Chất này mềm mịn lắm luôn chứ phải bao rip hàng Việt Nam đâu mọi người. Bao rip chất mềm mịn cực kỳ. Có hình xinh luôn. Size nhí ri 5 phải không? Nhầm ri 5 hay ri 6? Ri 5. Size nhí ri 5, size 2, 4, 6, 8, 10. Và đi mọi người luôn giá 26.000. Mà cái sọc nhìn cưng cực kỳ luôn. Sọc nhìn cưng cực kỳ. Theo nha mọi người nhá. Theo ha. Đây mã 26 sọc. Sọc 26 này. Ủa cái này đây nó cũng cái nào nó cũng vậy nè. Cái này nó có theo màu. Sọc này cho chị Lilido này. Lilido này. Rồi lên em màu vàng. Đây ta là màu xinh để em lên màu cho mọi người xem nè. Vàng nha mọi người nhá. Vàng, ai chút mã vàng, hẹn mã vàng. Mùa hè thì bán cái dòng này được đẹp lắm. Lấy đủ cho chị Kit Vani đủ màu. Lên em mã màu vàng nhá. Chị Kit Vani hôm qua màu này lấy rồi hả? Ai chút tinh hình á phải không? Lấy tình yêu rồi. Rồi lên em màu vàng giúp em ha. Đi mọi người luôn giá 26. Vàng 26 phẩm. Ủa còn màu nào thấy chị Tâm đưa chẳng có màu nào luôn. Màu nào. Vàng giúp em ha. Ai chút màu vàng thì em màu vàng. Màu vàng. Rồi lên em màu hồng. Vàng cho chị Lilido. Vàng Lilido. Trời ơi đẹp quá à. Mấy cái dòng này người ta đang đi ba mấy mọi người. Người ta đang đi ba mấy thì em đi mọi người luôn giá 26. Lên mã hồng nha mọi người nhá. Vàng chị Hồng Loan à. Vàng cho Hồng Loan à. Ai chút hồng.
Tâm ơi, Tâm ơi. Hồng nhân Linh Lê. Linh Lê này có đơn chưa nhỉ? Linh Lê hả? Hồng với chị Hương Thái Nguyên. Nguyễn Hùng Hương ấy. Hồng nhân chị Phương. Hồng nhân chị Phương. Ở đây có. Còn màu gì? Còn màu gì em chưa lên? Màu này á? Màu rút á? Hồng chị Phương chưa? Hồng cho chị Trang Nguyễn mới. Hồng Trang Nguyễn mới. Trang Nguyễn này là Trang Nguyễn mới. Bình Định hả? Rồi lên em màu rút giúp em nha mọi người nhé. Lên màu này màu rút. Hay hai màu hồng khác nhau à? Ở đây. Được chưa? Màu hồng. Còn đây màu rút. Ở ngoài nó sẽ là màu rút rút. Trên lai nó hơi bị chói má. Chói chói một xíu. Nhìn nó như kiểu màu phê phê. Nhưng mà ở ngoài đó là màu rút nha mọi người nhé. Màu rút vải đẹp lắm luôn. Vải đẹp mềm mịn cực kỳ luôn. Em mã màu rút. Ai thích màu rút thì em màu rút khác. Nguyễn Thị Vinh ơi, em không bán lẻ chứ. Chỉ có mua, chỉ có thể nhắn vô các chị đang mua hàng bên em ấy. Đó, để được chút đơn nhé chị yêu nhé. Bên em không bán lẻ. Rồi lên em màu rút và đem không hay đi trộn hả? Trộn em đi em mọi người luôn. Giá 24 giúp em đẹp. Ai thích trộn thì em trộn. Đấy, trộn là đủ size nhưng mà trộn màu. Trộn giúp em ha mọi người. Size này tầm cỡ cho em khoảng 2-3 kg, 10 tới 2-3 kg ri 5, size 2, 4, 6, 8, 10. Nói chung hàng này dễ bán lắm. Hàng này cực kỳ dễ bán luôn đó chị yêu Lữ Phương ạ. Trộn nhá, ai chút trộn hẻm trộn lắm. Trộn giúp em nhá. Trộn 24, size 2, 4, 6, 8, 10. Form cực kỳ dễ bán. Trộn chị Hồng Lan 1 ri à. Trộn chị Hồng Lan 1 ri. Ở đây nè. Trời ơi, siêu phẩm. Bé ơi, cái mẫu này siêu phẩm luôn, bé còn màu gì? Út kêu chị Tâm lựa hàng xuất hàng cho đủ 100 bộ nhé, lúc sách chốt rồi. Trộn cho Linh Lê hả? Linh Lê này, Linh Lê nào nhỉ? Thánh Ngân đi. Thánh Ngân lấy đủ rồi. Thánh Ngân lấy đủ rồi. Đủ rồi tình yêu ơi. Quá đẹp luôn á. Đây này. Đấy, phim ngay chân em, phim sau kìa. Linh Lê này là Linh Lê nào? Nhắn tin vô giúp em với tình yêu ơi. Hả? Cho chị Hồng Lan. Hồng Lan và Trang Nguyễn mới. Rồi hết, hết Thùy Nguyễn hết. Đẹp quá. 29.000 cô tông 4 chiều. Cô tông 100%. Khách mới cho em số điện thoại và cọc đơn giúp em nhé mọi người nhé. Cọc đơn giúp em 300.000. Xì mới hẹn Zalo mà cọc đơn giúp em 300 giúp em mỗi tình yêu của em. Học chào quá đây. Vừa lúc đặt cái kia để được 40.000 giảm được 30.000. Uống được nữa mà uống được là không xả. Hai ly trà sữa, hai ly trà đào không xả. Có thấy đâu có một ly trà đào con tạp à? Dạ ok ok Linh Lê này, Linh Lê lấy số điện thoại của chị Linh Lê giúp. Linh Lê cọc của bạn. Cọc giúp em với nhá. Em ghim nhá. Em ghim Zalo mọi người. Tím cho chị Thùy Nguyễn. Em là khách mới có gọi điện. Có gọi điện không chị? Dạ tình yêu ơi. Không. Bên em không gọi điện nhá. Bên em bill. Không gọi điện, gửi bill qua tin nhắn Zalo hoặc là Messenger. Hai cả nhà yêu ha. Và chốt đơn giúp em nhá. Mọi người chốt đơn. Ok. Chốt đơn. Xỉ mới cọc đơn thì mới được nhận đơn. Bên em like xỉ không bán lẻ nhá chị Vinh ơi. Chị Phương. Bonnie cho chị Phương. Bonnie cho chị Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn. Đấy, yeah. Đẹp quá luôn đấy mọi người. Đây mọi người luôn, giá là 29.000. 29.000 hàng của Yumi ha mọi người. Đấy, em gửi ạ. Nhắn cho Zalo giúp em với. Trộn mãi trước chưa cái gì đấy hết rồi. Cái gì đó em hết rồi. Trời ơi, chưa cái lô này là cái lô này mọi người không chốt là cực kỳ luôn. Linh Lê cho số điện thoại kéo vô kêu cặp đơn cho chị ơi. Chị Vinh ơi, em không bán lẻ đâu. Em bán xỉ là nguyên một sấp cơ. Trời ơi, quá xinh luôn mọi người. Lên em mã hồng giúp em nhé. Ai chúc mã hồng thì mã hồng. Tí với chị Đen Thỏ. Cái này có hình nha mọi người. Có hình nhá. Quần in full như vậy giúp em đây này. Đó, quần in full này trắng tí thế này. Cho chị Gen. Rồi lên em mã hồng giúp em hả? Chúc mã hồng thì mã hồng. Hồng okay in hả? Kitty. Đấy, quần in chữ hồng Kitty luôn. Ha. Size nhí nha mọi người nhá. Đưa mọi người luôn giá 29 hàng cô tông 4 chiều, cô tông 100% Linh Lê. Kéo vô cho chị cọc đơn đi rồi chút cho chị lấy đi. Rồi lên em mã hồng. Hồng cho chị quả cam. Hồng cho quả cam. Lên em mã xanh giúp em. Đồ màu xinh luôn. Đấy. Hình sao thì chữ nó in cái hình đó nha mọi người nha. Đó. Áo hình gì là in cái chữ màu đó giúp em được chưa? Chị Vinh em không bán lẻ đâu chị yêu ạ. Hồng với chị Nguyễn Thu Hương. Lên em màu xanh giúp em nhé. Và đặc biệt là trong live ngày hôm nay vẫn được chiết khấu.
vẫn được chiết khấu nha mọi người ơi, vẫn được chiết khấu và vẫn được lì xì đầu like nha mọi người nhé. Cái bút to đâu hết nhỉ? Không, cái này không có đại, cái này không có đại. Xanh, à chút màu xanh, thẻ màu xanh. Của lúc bé nãy giờ nó biết mà. Hết pin à? Ê, hết rồi cả. Xanh giúp em ha. Ai có màu xanh, thẻ màu xanh. Đây, quần xanh đây. Quá đẹp luôn. Xanh, xanh, xanh. Có đầm hè. Có đầm hè hả? Còn đầm hè còn lô nào? Đúng rồi, chị yêu xanh hình ơi, đúng rồi. 29.000, dạ em lấy xỉ. Em lấy xỉ nhá. Hồng cho chị gì rồi, chị chốt được ai rồi? Mới chị chốt mới màu trắng thôi phải không? Rồi hồng cho quả cam. Hồng Kitty này. Đây này, hồng Kitty này. Hồng cho quả cam. Hồng cho chị Nguyễn Thu Hương. Xanh cho chị Gen. Xanh cho chị Gen. Xanh cho chị Linh Lê mới hả? Linh Lê mới. Lên đầm đại đi Út ơi. Xanh cho Gen, xanh cho Linh Lê mới. Rồi lên màu đỏ, để em lên nốt cái này nhá. Để em lên nốt cái này đã. Thương Thế Nguyên cho dễ chút nha. Hôm giờ em đọc là cái gì rồi? Ok, lên em mã đỏ. Lên em màu đỏ giúp em nhé. Đỏ in hình Bonnie. Có hình xinh nha mọi người nhé. Có hình xinh cho các chị yêu đang bán hàng online đầy đủ luôn. Lên màu đỏ. Ai chút màu đỏ, thẻ màu đỏ cho em con hồng kia đi Tâm. Lên con hồng kia đi. Xong rồi lên xét luôn Tâm ơi. Xét và đầm. Rồi lên em màu vàng. Toàn là mẫu xinh ấy. Ai chút màu vàng, thẻ màu vàng. Những cái dòng này mọi người đầu năm bán dễ lắm luôn đấy. Đầu năm bán dễ cực kỳ luôn. Tại vì cái hàng này nó cô tông 100%, nó thấm hút mồ hôi, cho nên là các chị rất là dễ bán. Hàng hè cái mình vải này nó vừa mình. Bán rất là dễ nhá. 29.000 giúp em nhá. 29.000 vàng cho chị Gen. Vàng cho Trang Nguyễn. Hồng cho Trang Nguyễn Vũng Tàu ấy. Trang Nguyễn Vũng Tàu. Hồng cho Trang Nguyễn mới. Hồng cho Trang Nguyễn mới. Hồng cơ kẹp cho Trang Nguyễn mới. Vàng cho Trang Nguyễn Vũng Tàu. Vàng cho Linh Linh Lê mới. Vàng cho chị Lily Đô. Trâm Thủy Tinh có chưa bé? Trâm Thủy Tinh vàng. Hả? Vàng cho Trang Nguyễn Vũng Tàu. Rồi Trang Nguyễn cũ ấy. Rồi Linh Lê mới. Linh Lê hả? Lily Đô. Trâm Thị Đinh. Trang Bình Định. Ok. Mai chốt đơn đi đơn đấy chị ạ. Mai chốt đơn đi đơn đấy. Tối ngày hôm nay vẫn được chiết khấu nha mọi người. Mọi người ơi, tối nay vẫn được chiết khấu nhá. Trâm Thị Đinh. Trâm Thị Đinh. Rồi chị ạ. Lên em mã Becky giúp em nhỉ. Anh cho mã Becky hay mã Becky. Rồi xinh này còn có mấy ri thôi hả? Này còn có 2-3 ri thôi phải không? Còn được có 2-3 ri là hết hàng luôn mọi người. Lên mã Becky giúp em nha mọi người nha. Quá xinh luôn mà không chốt là cực kỳ uổng nha. Không chốt cái ri này là cực kỳ uổng nha. Chị Phương. Đây chị Phương. À lấy hồng Becky cho Trang Bình Định này. Đổi lại hồng kia chị ơi. Đổi lại hồng hello. Trang Bình Định là Trang mới á. Trang mới là người kia đó hả? Nghĩa là chị đổi lại Trang kia. Đấy rồi Trang Nguyễn mới. À lấy Becky đấy rồi chị. Rồi ok. Chị Phương. Trâm Thị Đinh. Rồi Linh Lê mới. Linh Lê ơi, cọc đơn giúp em ha, tình yêu ha. Rồi lên em màu xanh này. Màu sữa, màu này gọi là màu sữa đúng hơn là mọi người. Màu vàng. Và màu đỏ giúp em nha mọi người nhé. Màu đỏ và còn màu trắng nữa. Vậy chút trắng cho chị Linh Lê đi. Đâu cái này, cái nào? Lên tới cái nào. 29.000 cho chị ít đầm đi. Chị biết đầm lên mấy chị đang cần đầm. Rồi cái này hàng của Bắc Kít. Hàng của Bắc Kít nhỉ. Hôm nay 6 mấy hả? Đi mọi người luôn giá 65.000 nha mọi người nhé. 65.000 hàng này thì hàng thương hiệu, hàng cao cấp rồi. Hàng của Bắc Kít ha mừng ha. Hàng của Bắc Kít. Ở may phối này, in này. Này mọi người giặt thoải mái vô tư luôn. Mịn màng cực kỳ luôn. Xong em lên đầm cho cả nhà yêu luôn. Rồi lên em mã 65. Xanh nhí 18. Rồi phong này nó to. Phong số này nó rất là to nha mọi người nhé. Đi mọi người luôn giá 65. Ai thích mã 65 thì mã 65. 65 ha. Nay hàng shop của người ta đi giá cao lắm. Hàng shop người ta đi giá kỳ, giá trên trời không á. Lên đi
cầu thủ đá banh đấy. Đại nhé, 59. Ai thức đại thì em đại 59 đi. Hay phụ nữ Việt Nam mình cùng lên tham gia World Cup. Chuẩn bị những cái hàng này đi bán World Cup. Đại ai chưa mã đại thì mã đại. Ri Hồng, lấy chị Ri Hồng rút. Bộ 29 Ri Hồng rút á. Cái Ri Hồng cái tia á chị. Chị ghen giùm em ơi. Đây đầm đại đây. Đầm đại này hàng hè, hàng hiếp gì mặc cũng kiểu cực kỳ xinh luôn. Hàng này xinh lắm. Xét bộ đại. Cái này là bộ bé ạ. Có gì không? Này bộ bé ạ. Đúng chuẩn hàng hè luôn. Bộ. Bộ nha mọi người nhá. Hàng bữa đi nhiều ta? Số 5 không nhỉ? Không, 5, 4, 5, 9 rồi. Bài hạ sale luôn là 49, 59 thôi. Cái này chỉ còn đại thôi. Chứ mọi người luôn giá 59 đi. Nhí đại luôn hả? Còn không? Rồi cái này em còn cặp nhí đại giúp em nha mọi người nhá. Đại này của nó form to lắm. Tầm 37kg luôn. Form thiết kế mà hàng 37kg luôn giúp em ha. Có cặp nhí đại vải này thì đúng chuẩn hàng hè luôn. Mát mịn cực kỳ luôn. Bên em mã màu hồng nhí đại 4959 giúp em ha. 4959. Lê mã hồng. Kiểu 2 năm rồi không like, khả năng nói phép nó thì giảm giảm xuống một xíu, từ từ phải demo rồi bắt đầu lên nó mới vô được mọi người ạ. Lên em mã hồng nhá, hàng này hôm bữa đi là 5565 á, chất vải cực kỳ đẹp luôn. Dòng này người ta đang đi cao lắm luôn nha mọi người, giờ em đi cho mọi người luôn giá 4959 cho em ha. 4959, nói nhí đại. Hả? 2 năm rồi không nói gì. Bỏ ăn xong với mẹ nó, ăn xong với ngày Tết xong rồi nó quên chạy. Quên lú hết. Toàn là gà vịt cái heo bò gì nó nhảy vô đầu, nó không thấy cái gì hết trơn. Rồi cái này là nhí đầm nhí thì mọi người luôn giá 45.000, cưng cực kỳ luôn. Đây là hàng co giãn như vậy giúp em nè. Đại cho chị Mỹ Duyên Phạm có đơn chưa? Đại hồng như Mỹ Duyên Phạm. Rồi em vàng có nhí thôi nha mọi người nhá. Vàng nhí mọi người giá 45.000. Không biết các chị có giống em không, mỗi lần em nhí lâu lâu em quên, kiểu quên hết. Không biết nói như sao, đúng rồi. Lên em nhí vàng 45.000. Một lần là dơ lên là gọi là dơ lên là nói phép mọi người là không cần chớp mắt luôn. Này không biết nói hay sao. Có bộ hàng sớt không? Có thì cần nhí đại cô gái trai chị yêu ơi. Rồi em hồng nhí ha mọi người. Hồng nhí ha, chút hồng nhí, hẻm hồng nhí. Đầm này, đại này. Đầm đại này đây mọi người luôn giá 55. Ôi con gấu đại này đẹp thế. Kiểu nó lạc trôi ở đâu sao tự nhiên nó một cái đống không có cái gì này, quá đẹp luôn mọi người. Đẹp lắm, ở ngoài nó xinh lắm luôn, chất vải nó mềm mịn lắm luôn nha mọi người nhá. Đại gấu, ai cho mã đại gấu, hèm đại gấu. Đại gấu ha, đi mọi người luôn giá 55.000. Đại gấu 55. Hàng này là trước là em đi giá là 49.59 đấy. Đây sẽ cho mọi người luôn giá 55. Gấu chị Gen giùm em với chị. Gấu chị Gen, toàn đại nha. Bé nó để ra đây toàn đại nha. Mày vừa lúc chị nào hỏi em đại đây. Đại, đại gấu hết rồi. Thì con gấu đấy hết rồi. Mỗi thứ nó còn một ri duy nhất đấy mọi người. Lên em mã vàng đại. Ai chốt vàng đại thì em vàng đại. Cái này nó in nổi này đó mọi người này. Đó, in nổi này. Vàng nhá mọi người nhá. Chốt em mã màu vàng. Vàng đại ha. Ai chốt màu vàng thì em màu vàng. Dây kéo phía đằng sau. Đẹp lắm, hàng này là đúng chuẩn hàng hè, chất mềm mịn, tay may hai lớp này. Đó, tay may hai lớp nó rất là bồng bềnh luôn ha. Đây mã màu vàng. Ai thích màu vàng, hẹn màu vàng. Kiểu đi ăn Tết xong nhé, xong rồi tổn hao sức khỏe kinh khủng đi. Ngáp liên tục. Vì nó dư mỡ nhiều quá. Hai ngày hôm nay em ngáp liên tục. Và nha chị Lý Diễn Phạm, không biết các chị có giống em không. Hai ngày hôm nay em ở nhà em ngáp mà ngáp không thở nổi luôn. Ngáp không ngừng nghỉ luôn, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng luôn vì ngáp. Cái này là dâm à. Dâm sale luôn 55.000 giúp em ạ. Dâm đại nha mọi người nhá, dâm đại. Dòng đi sau năm nay sale luôn giá 55. Đó, bo như vậy giúp em nè. Ai chút màu dâm, ai chút dâm thì dâm. Dâm thì như còn cặp đấy luôn nè. Dâm ha mọi người, ai chút màu dâm thì dâm. Dâm vải đẹp lắm. Vải này mọi người nhận về đi thực sự là phê cực kỳ luôn ấy. Phê lắm luôn nha mọi người nhá. Dâm này chị Trung Nguyễn này. Dâm này chị Trung Nguyễn này. Đại 55 này. Dâm đại cho Trung Nguyễn. Em lên hết mấy cái set thiết kế này xong bắt đầu em lên hàng bộ. Bộ còn nhiều. Và đặc biệt là like ngày hôm nay còn chiết khấu nha mọi người ơi. Duy nhất trong like ngày hôm nay nữa thôi. Like sau là sẽ không có chiết khấu nữa đâu. Lên em đỏ đại giúp em đã. Đó, chiết khấu nha mọi người ơi. Có chiết khấu. Vừa giá yêu thương rồi còn được giảm giá. Xong rồi còn được chiết khấu nữa.
chị bảo còn đâu cho chị Duyên nhá. Ờ, cho chị gì nhỉ? Ờ, Mỹ Duyên Phạm. Đào đào đầm đầm đầm. Mỹ Duyên Phạm. Phần Nghi có đơn chưa? Phần Nghi có đơn chưa? Lên em màu vàng cho em nhá. Phần Nghi có đơn chưa? Còn đỏ không cho chị Phần Nghi. Lên màu vàng nhá mọi người. Xe đại to to lắm. Cái này xe nhỏ nhất của em đây này. Ờ, xe nhỏ nhất em đang mở đây mọi người này. Xe nhỏ nhất em đang mở tầm 20 mấy ký ấy. 20 mấy gần 30 ký ấy. Phong to, phong này rất là to luôn mọi người. Lên màu vàng, xe đại mọi người lên giá 55. Hàng này là chuẩn siêu shop nha. Chuẩn siêu shop gọi là sức bự luôn á. Sức bự luôn nhưng mà sức vừa đâu. Mà hàng hè những cái dòng này sức phải mềm, mịn, mát. Đó, vừa mình, không phải như kiểu dòng vải dày 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 đâu. Mềm lắm luôn, chất vải đẹp cực kỳ luôn. Mà nó không có kiểu bị nhão nha mọi người. Không hề bị nhão giúp em nhé. Bên em màu đỏ. Đây này, đây đầm này hả? Đây là bộ. Vấn đề là chứ mừng. Nè em ơi, cái này cho chị Hình Nghi này. Hình Nghi 55. Hình Nghi 55. Chuẩn bị là cả nước đi là học lại. Cho nên thành ra mọi người mua những cái hàng này cho các bé đi học. Tại vì đi học thì lúc nào các mẹ cũng thích cho các con mặc đồ gọi là cũng xinh xinh ấy. Xinh nhưng mà lại mát, xinh nhưng mà cần phải thoáng, phải mát. Thì đây cho những cái này vừa xinh mà cái chất vải nó vừa mềm vừa mát nha mọi người nhá. Cái này xanh nhí thì mọi người luôn giá 45. Còn nhí đại luôn hả? Cái này em còn cặp nhí đại 45-55 giúp em á. 45-55 cặp nhí đại. Đây màu hồng. À chứ mã màu hồng, thẻ mã màu hồng. Hồng nhí đại nha mọi người nhá. Hồng nhí đại. Hồng nhí đại. Rồi tí mà em có cặp. Xếp này, xếp này. Xếp dây này, hàng hè này. Đỏ này. Đại, đại, đại hồng. Đại hồng giúp cho chị Trung Nguyễn. Đại hồng giúp em ơi. Rồi lên em màu tím. 4959. Hàng này là ngoài Bắc là hè. Ngoài Bắc mặc cũng vô tư luôn. Em đảm bảo với các tình yêu luôn này. Bao hàng cho các tình yêu luôn là hè ngoài Bắc nóng như vậy mà vẫn mặc cái dòng này vô tư cực kỳ. Chất vải mềm, mịn, mát, mượt nha mọi người nhé. Lên màu tím. Màu tím giúp em ha. Ai giúp màu tím thì màu tím có cặp 4959. Hàng xốp, hàng đẹp mà bây giờ đi 4959 là gọi là không có giá thôi. 4959 là còn cắt giá xuống nữa chứ. Và cái tím, ai giúp màu tím thì màu tím. Tím em có cặp nha mọi người nhé. Tím cặp. Rồi lên em màu đỏ còn gì? Đỏ còn gì? Đỏ còn gì? Đỏ còn cặp luôn hả? Đỏ em còn cặp luôn. Đấy, phía sau đây. Xinh tươi cực kỳ luôn. Lên mã đỏ. Ai chú màu đỏ, thẻ màu đỏ. Đỏ 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 nha mọi người ơi. Bộ dây này, xếp dây này. Đó, xếp dây này. Hàng xịn sò này. Đúng ý luôn. Lên xuất hàng tối nay nữa không? Xuất hàng cả ngày hôm nay lên xuất hàng nữa. Ngày hôm qua cũng lên xuất hàng rồi đấy. Đỏ chị thì ở chị cần lấy nhí hay đại. Chị ơi cần lấy nhí hay đại em lấy cho chị ơi. Đây đỏ chút cho chị nhí trước đi chị. Đây. Thì Nguyễn đấy. Thì Nguyễn. Rồi lên em màu trắng. Ai chốt màu trắng thẻ màu trắng. Ai chốt màu trắng thẻ màu trắng nha mọi người nhé. Ai chốt màu trắng thẻ em trắng. Trắng này hình như chỉ còn nhí thôi. Trắng này còn nhí. Đỏ cặp cho chị Thủy luôn. Thêm đại cho chị Thủy Nguyễn. Bộ ấy. Bộ ấy đấy. Bộ này đây. Rồi lên em màu trắng. Trắng còn nhí. Trắng nhí ai chốt trắng nhí thẻ em trắng nhí. Trắng nhí xuất hàng em có lên rồi ấy. Mọi người ai cần lên lại thì nói em nha. Thấy mà đông đông thì em sẽ phân lên lại cho các tình yêu. Này còn nhí không mà sao như này em còn nhí không dòng đi 69 này sale cho mọi người luôn giá 59 này. Còn hàng của GH Kit. Cái này còn nhí hết à? Lửng ngố. Để cho các con yêu đi học nha mọi người nhá. Mà size to lắm. Size này từ 3 tới 10 ấy. Size từ 3 tới 9 nhầm. Size từ 3 tới 9 đây size nhỏ nhất của nó đấy. Size nhỏ nhất của nó cũng phải tầm 15 kg đổ lên nha mọi người. Tầm 15 tới 29 kg. Đi mọi người luôn giá 59.000 hàng của GH Kit. Hàng này thì hàng chuẩn shop rồi. Hàng này hàng của chuẩn shop rồi. Trắng nhí cho chị. Mã cam. Trắng nhí bộ thôi cho chị. Trắng nhí bộ cho bạn. Lên em mã màu này, lên em mã 59. À chứ mã 59 thì mã 59. 59 nha mọi người ha. Chị Huỳnh Vương 59. Huỳnh Vương 59. Huỳnh Vương 59. Đầm này size đại. 55.000. 55. Ai chốt mã đại đầm đầm đại đầm đại đại đầm phía sau này. Mai nhúng nhúng. Còn nhí đại luôn hả? Đầm này em có nhí đại đi mọi người luôn giá 45.55 giúp em ha. Tà xòe.
cuốn mắm nhà chị đi đâu? Đó là đem áo phúc lâm thôi thôi. Đại cho chị Mỹ Duyên Phạm này. Đại này còn đó chị Trung Nghĩ. Thế Đại em còn nhí. Em còn nhí cho mọi người. Trung Nghĩ thì em nhí. Này cổ. Cổ này xe cho mọi người luôn giá là 69.000 đi. Cổ đi mọi người luôn giá 69 nhé mọi người nhé. Cổ 69 size em mặc vừa luôn. Size tới 45kg thoải mái luôn. Đại kiểu quần váy. Quần đại kiểu quần váy như vậy này. Vải mát mịn lắm luôn. Cái chiếc vải này thì chính phẩm. Vải này hàng shop. Vải chính phẩm giúp em nhé. Cổ cho chị Mỹ Duyên Phạm. Cổ chị. Cổ Mỹ Duyên Phạm. Cổ Mỹ Duyên Phạm. Đầm 2 dây cho đại rồi. Cổ hết. Cổ hết. Cổ hết rồi. Khoảng bé cổ còn đâu bé. Dạ cổ hết. Rồi đầm dây 55.000 đại. Em mã màu vàng. Màu vàng giúp em, ai chút màu vàng, thẻ màu vàng phía sau may nhúng nhé mọi người nhé. Phía sau may nhúng. Lên mã vàng, ai chút vàng, thẻ vàng. Phía dưới may đuôi cá giúp em ha. Mỗi khi em còn một ri em like nhanh cho các tình yêu luôn. Đây này em không có điêu đâu, hàng này hôm bữa đi giá 69.000 đây này. Đó, hôm bữa đi giá 69 này. Đây xe cho mọi người luôn giá 55. Đầm đại cho mọi người luôn giá 55. 55 hàng đã đi 69 này xe luôn giá 55.000. 55.000 người ta đi tới 86 hàng rồi. 55 ai chứ bán 55 thẻ bán. Còn một ri hàng của Levi form này tới 30kg vừa được luôn á. Size này từ 15 tới tầm 30kg luôn. Form nó cực khủng luôn mọi người, cực khủng luôn ấy. Hàng chất vải đi mềm mịn. Đi mọi người luôn giá 45.000. 45 nha mọi người nha, ai chút jean 45 thẻ jean 45. Đây em lên cái mẫu luôn. 45 này lên chưa đi cho các chị có vẻ chút hiệu ứng hơn này có vẻ nó buồn buồn bé. Nó lên cái bông hoa gì đó xinh đẹp đời luôn đi. Jean jean đi chị Ngọc Bích chị. Jean hết rồi. Jean em hết rồi mọi người. Tặng Phượng hết đi, jean cho chị Mỹ Duyên hết. Trai hả hay gái? Chị gái thôi. Không có trai. Ủa sao này cái này vừa ba lỗ vừa có hai. Mỹ kia hay Mỹ Dung vậy? Đầm dây áo dây. Đây chị lên áo dây lên đầm dây đây. Có nãy giờ vừa lúc cũng có lên đầm dây. Hàng này body bé gái. Body bé gái giúp em nha mọi người nhé. Body bé gái size của nó là từ 2 tới 10 đấy. Nói chung là size ri 20 đó, 24, 6, 8, 10 đó. Và em đi cho mọi người luôn giá 26 giúp em ha. Chất vải này thì mọi người biết rồi, cái nhãn này thì mọi người biết nhiều rồi. Đó, đầm dây đi em kìa, tình yêu ơi. Đầm dây cô tông. Có á. Có á. Dạ, hầu này 26 thì Ngọc Bích đi có 5 thôi. Về mọi người chốt thoải mái giúp em với mọi người. Đi có 5 mà về bán eo phát hết. Lên em mã màu hồng nhá. Ai chốt màu hồng thẻ màu hồng 26. Lên em mã màu sọc. Sọc trắng xanh. Sọc trắng xanh ha mọi người. Sọc giúp em ha. Ai chút màu sọc, ai chút sọc hẻm sọc 26.000. Sọc 26 ghi 5. Ghi 5 giá 26 và lên em màu hoa. Là màu gì nữa? Hoa ai chút hoa hẻm hoa. Boris mùa này bán được lắm. Boris mà đầu năm là hè, nói chung là hàng Boris bán cực kỳ được luôn. Hồng có chị quả cam giùm em á. Hồng cho quả cam. Đúng rồi. Hồng kia kìa, hồng kia kìa. Hồng bi á, hồng bi á. Rồi lên em mã hoa. Sọc cho chị Trung Nguyễn á. Sọc này sang nè mọi người. Sọc này sang và tây lắm luôn.